rồi một tí thì các anh chị sao nhìn căng quá, học để kiếm tiền mà sao nhìn nó căng thẳng ghê luôn á, kiểu như đi học đạo. Học kiếm tiền là nó phải vui vẻ, nó phải hào hứng, nó phải háo hức, chứ học kiếm tiền mà nó kiểu căng như kiểu đi học đạo mà đi lãnh lãnh nhiệm vụ hay là lãnh những cái gì ấy. Nhìn nó tâm thái nó không sẵn sàng nhận tiền chút nào hết. Đúng không? Rồi, ngày hôm nay thì hôm qua thì các anh chị đã được học cái phần là đưa ra lời mời đúng không ạ? Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì các anh chị tiếp tục được học thêm một cái phần nữa để mà các anh chị có thể làm tốt cái công việc của chúng ta. Tuy nhiên thì chắc chắn là có rất nhiều các anh chị đang ở trong phòng Zoom hoặc là các anh chị chưa làm xong công việc, nhưng mà khi mà chúng ta muốn kiếm tiền hoặc là muốn có một cái sự nghiệp của chúng ta thì buộc chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ lắm, chứ không chỉ là thời gian đâu, đúng không ạ? Và Hưng tin chắc rằng là bất kể một người nào thành công đều phải đánh đổi anh chị ạ. Đó, và trong buổi tối ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ là người chia sẻ cho các anh chị về cái cách làm sao để bám sát khách hàng. Sau khi mà các anh chị mời được khách vào Zoom rồi thì các anh chị phải bám sát khách hàng để khách hàng đưa ra quyết định. Bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng là cái khâu này cực kỳ quan trọng, bởi vì tất cả những khâu đằng trước các anh chị làm tốt rồi, những khâu này các anh chị không làm tốt thì các anh chị cũng không thể nào sao ạ, à có được khách hàng đâu, đúng không ạ? Khâu này là cái khâu mà giúp khách hàng đưa ra quyết định, cho nên là các anh chị phải lưu ý là cái phần này cực kỳ là quan trọng đó, phần này là phần quyết định thành bại, đúng không ạ? Tuy nhiên là nó chưa phải là hoàn toàn là thành, nhưng mà bước đầu của sự thành bại đối với cái việc mà giúp khách hàng đưa ra quyết định hay là không quyết định anh chị nhá. Đó, và trước khi mà Bích Ngọc bắt đầu thì các anh chị thả một trái tim đi ạ, thả một trái tim thật lớn đi để chào đón lên đây Blue Diamond Bích Ngọc. À, các anh chị phải thả tim đi chứ, yêu thương phải cho đi, rồi phải yêu thương hết mình thì mọi thứ nó mới có thể nhận về được, đúng không ạ? Đó, rồi các anh chị thả tim để sao để đài chào đón Bích Ngọc và quay trở lại trong buổi tối ngày hôm nay với phần bám sát. Rồi mời Bích Ngọc nào. Em rất là biết ơn offline người kết nối của em mọi người, thì em cũng mong chờ một ngày nào đó với khóa NDO03 NDO04 thì có leader nào đó xuất sắc có thể là phù đào tạo em, vì trong cái công việc này ấy, niềm vui là không phải là chúng ta đứng hoài đào tạo hoài, nên là em sẵn sàng nhường sân khấu. Cho anh chị em nào mà sẵn sàng cống hiến năng lực để gánh vác cho hệ thống. Chứ cái mặt của em cứ đào tạo hoài chứng tỏ là trình vẫn kém, chưa đào tạo một người thay thế là trình vẫn kém lắm. Đấy thì em rất là biết ơn 15 anh chị em chúng ta đang hiện diện ở phòng Zoom. Tại vì sao trong cái 3 buổi này em vẫn cứ nói với mọi người là nó rất là quan trọng, bởi vì không phải là em cố tình cái gì đâu, bởi vì em là người làm việc rất là nhiều năm rồi và em thấu hiểu cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Có những thứ nó sẽ nằm ở trong cái trọng tâm là 20% nhưng lại quyết định 80%, có những thứ nó sẽ ở 20% mà quyết định 80%. Thì trong cái quy trình chúng ta khi mà chúng ta gặp gỡ một khách hàng, bây giờ em sẽ hình dung lại cho cả nhà nhé, bởi vì chúng ta sẽ không tư vấn đơn mà chúng ta tư vấn dựa trên sự kiện của hệ thống, hình dung không? Thì em đã giải thích cho cả nhà là tại sao chúng ta lại tư vấn dựa trên sự kiện của hệ thống. Lý do là bởi vì chúng ta làm trên số lượng lớn và chúng ta muốn là sau này chúng ta được tự do tài chính. Chúng ta muốn sau này là chúng ta tận dụng sự kiện hệ thống để mà hệ thống của chúng ta có chuỗi sự kiện như bây giờ, giống như một hệ thống lớn, nó cũng cả là một quá trình. Chứ ngày xưa là cũng cắt một năm ngang chị cũng phải mở 5, 8, 7 phòng Zoom. Rồi cũng chầy chật. Chứ không phải là có chuỗi sự kiện để anh chị đưa người vào thì ngay lập tức là đã có chuỗi sự kiện của hệ thống. NDO giống như vậy để hỗ trợ anh chị đâu. Nói đến điều đó để cả nhà chúng ta thấu hiểu rằng chúng ta vẫn phải đi với nhau trong một hành trình rất là dài thì mới có ngày hôm nay. Và NDO của chúng tôi, của Happy Enzyme, chính là tinh hoa của những thủ lĩnh xuất sắc nhất và cũng là chinh chiến nhất. Vậy nên chắc chắn là sẽ đưa cho mọi người cái công thức rất là đặc biệt, đó là đứng trên vai của người khổng lồ, cũng là người thành công. Thì đối với quy trình này thì nó sẽ diễn ra trong 3 buổi. Chúng ta học Đông, học Tây, học Nam, học Bắc, thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta cũng là ra một bài. Em nói luôn,
chúng ta học đông tây nam bắc kiểu gì thì chỉ ra cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta là một tư vấn viên độc lập, là một tư vấn viên giúp cho khách hàng đón nhận sản phẩm, là một tư vấn viên trao được giá trị cho khách, là một tư vấn viên có thể sống bằng tiền và bằng nghề của mình. Cả nhà có đồng ý với em không ạ? Em cần cái sự đồng thuận ở đây. Nếu mọi người đồng thuận thì comment cho em chứ cứ đồng thuận đúng không ạ? Cái phần này rất là quan trọng. Đấy thì ngày hôm qua 2 ngày liền em đã hỗ trợ mọi người cái kỹ năng mời khách. Đúng không ạ? Thì bây giờ em xin nhắc lại bài một chút để cho tất cả các anh chị em có cái sự liền mạch ấy, để mình nghe nắm được. Thì nó trong quy trình của chúng ta nó chỉ có 3 khâu chính. Khâu đầu tiên là khâu mời khách. Khâu thứ hai là khâu bám sát. Bám sát này là từ cái khâu mời khách đến khâu xử lý từ chối. Đúng không? Và khâu cuối cùng là xử lý từ chối. Người hình dung không? Và khách ra mã E. Người hình dung không? Rất là đơn giản. Từ rất là đơn giản thôi. Mời khách bám sát ra mã E. Được không ạ? Mọi người nhắc lại cho em này. Mời khách bám sát ra mã E. Đơn giản không? Rất là đơn giản. Đấy, mọi người ghi lại 3 cái cụm từ đấy cho em. Thì hôm trước em đã hỗ trợ mọi người cái quy trình mời khách. Thì quy trình mời khách của chúng ta bắt đầu nó sẽ bằng STP và OBB. Người hình dung không? Đấy. Mời khách bám sát ra mẹ, đúng rồi. Đấy thì trong quy trình mời khách thì đầu tiên nó cũng bắt đầu bằng 3 từ khóa. Từ khóa đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải làm sao, cả nhà có nhớ không? Có ai nhớ không? Có ai nhớ là cái quy trình đầu tiên của mời khách là gì không? Đây em xem là có ai nhớ bài không? Có ai nhớ là cái ý đầu tiên của quy trình mời khách là gì không? Bởi vì nếu mà các bạn mà không nhớ được thì có nghĩa là bản thân các bạn sau này làm sẽ lúng túng. Bởi vì nhiều khi là chúng ta không có nắm được. Thì khi mà em đào tạo thì em luôn luôn cố gắng rằng em sẽ cho những cái từ khóa cho mọi người ấy. Đấy, mọi người nhớ đi, không thì mọi người mở bài cũng ra mọi người xem giúp em với. Cái từ khóa đầu tiên là gì? Cái gì đó mà được không ạ? xin chào em Ngọc, chào cả nhà. Vâng ạ. Đấy em biết ngay mọi người ấy mà. Thực ra thì nó có nhiều công thức lắm, nhưng mà chủ yếu là chúng ta phải nhớ từ khóa. Thì bạn ban bàn bán cũng là một công thức này. Rồi là làm nóng, rồi là danh sách khách hàng. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế thì chúng ta bỏ qua cái khâu có danh sách khách hàng thì cái việc đấy nó là đương nhiên rồi. Đương nhiên là phải lập danh sách khách hàng rồi. Thì sau khi chúng ta có danh sách khách hàng thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải quan tâm và tìm hiểu nhu cầu. Đúng không? Đấy thì mọi người nhớ lại cho em cái từ khóa đầu tiên là quan tâm và tìm hiểu nhu cầu. Tôi viết lại cho em cái từ đó, nó rất là quan trọng. Đúng không ạ? Sau khi quan tâm và tìm hiểu nhu cầu thì chúng ta phải sao? Khơi gợi sự tò mò. Khơi gợi sự tò mò hay là chuyển hướng đó. Đúng không? Có nghĩa là sao? Trong cái câu chuyện sau khi xác định được nhu cầu của khách rồi thì chúng ta phải bắt đầu là bán giải pháp. Thì trong đầu của chúng ta phải có một vài câu chuyển hướng chứ. Một vài câu để khơi gợi về cái giải pháp của chúng ta chứ. Đúng không? Ở nhà nhớ không? Cái đoạn đấy chính là cái đoạn chuyển hướng. Chúng ta làm thì chúng ta cảm nhận được ngay. Đấy, và cái khâu cuối cùng là khâu gì? Sau khi là đã khơi gợi sự tò mò và sau khi mà đã xác thực được cái nhu cầu của khách và chuyển hướng khách thì chúng ta lại sao? Chốt. Chốt cuộc hẹn. Đúng không? Có đúng là dù đông, dù tây, dù nam, dù bắc cũng phải chia ra làm 3 cái yếu tố đó không? Cả nhà có thấy là có đúng như vậy không? Đấy. Thì bây giờ em quay trở lại nhá. Mọi người học lại cái bài STP cho em. Được không ạ? Và đặc biệt là hôm qua có phần chia sẻ của Thúy với Phường. Thì mọi người nghe chi tiết cái phần của Phường cho em. Bởi vì phần của Phường là cái phần rất đơn giản và dễ chép. Còn nếu mà anh chị nào level cao hơn mà mong muốn là hội mà mong muốn là tuyển thủ lĩnh hoặc là bị mắc ở cái phần năng lượng ấy thì sẽ nghe thêm cái phần của Thúy. Được không? Em nhắc lại này. Cái phần mời khách ấy nó chỉ có 3 từ khóa thôi. Từ khóa đầu tiên đó là đồng cảm và tìm hiểu nhu cầu. Ok không?
Phần thứ hai là khơi gợi nhu cầu hay còn gọi là điều hướng khách ấy. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta cần phải nhắc cái giải pháp của chúng ta. Chúng ta phải tìm những cái điểm mà chúng ta có thể đưa được giải pháp của chúng ta sau khi chúng ta lắng nghe rồi, đến giai đoạn nói đó. Hai giai đoạn chia ra, mà giai đoạn đầu lắng nghe, giai đoạn sau là bắt đầu mở mồm ra nói bán giải pháp. Ta chốt địa chỉ, thời gian, ok không nhá? Cả nhà hình dung được không? Thì cái việc mà sau khi đã chốt được rồi thì mọi người sẽ đẩy vào, thì cái khâu đấy là cái khâu mà chúng ta sẽ đẩy khách vào đâu, đúng không? Thì chúng ta sẽ đẩy khách vào OBB, được không? Chúng ta sẽ đẩy khách vào OBB. Thì cả cái khâu là tìm hiểu nhu cầu, lắng nghe nhu cầu, khơi gợi, xác định tâm thái để vào Zoom á, thì cả ba cái khâu đấy được gọi là FTP, đúng không? Thế nên bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau là chúng ta nói FTP, là chúng ta nói được cả cái quá trình mời khách ấy, được không? Thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là bạn trực tiếp FTP, bạn trực tiếp FTP. Cách thứ hai là bạn sẽ nhờ upline của bạn FTP. Bạn chỉ có gọi điện ban đầu để khơi gợi nhu cầu thôi và điều hướng thôi. Thì thay vì việc là bạn đưa nhiều thông tin, tại vì trong cái quá trình FTP này, việc cho ít hay cho nhiều thông tin nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà bây giờ bạn nhờ một người thứ ba FTP để người ấy xác định tâm thái và khơi gợi nhu cầu, thì bạn cần phải biết cách nhờ upline của mình theo cái hướng là coi upline của mình giống như là người sếp của mình á, giống như một người trưởng nhóm ấy và đang có nhu cầu tuyển dụng, đúng không? Thì thông thường chúng ta gặp ai đó thì chúng ta tìm hiểu nhu cầu, thì chúng ta hay hỏi những cái câu là công việc của bạn có tốt không, thì nếu mà người ta có vấn đề thì người ta cũng sẽ nói với mình ngay đấy. Nếu mà người ta không có vấn đề thì mình khơi gợi về cái việc rằng có mong muốn là có nhiều nguồn thu nhập hơn hay không đấy, có mong muốn kiếm thêm thu nhập hay không đấy, thì mình sẽ khơi gợi cái nhu cầu ẩn của người ta thành hiện. Hoặc đôi khi mình bận rộn, đôi khi mình thay đổi. Có một số các anh chị hôm qua hỏi là bây giờ không biết làm nào để tiếp cận khách, thì có hai cách. Một là bạn chủ động đi tiếp cận khách, và hai là bạn biến bạn thành người thu hút để khách tự kiếm. Thì có hai cái bí mật của thu hút, đó chính là bận rộn, mức nào cũng siêu bận rộn, và thứ hai là thay đổi chóng mặt. Đúng không ạ? Chỉ có hai cái bí mật đó thôi. Thì khi mà chúng ta thấu hiểu cái việc đó thì là chúng ta sẽ biết là đối với công việc này thì bạn phải lựa chọn cái hướng bạn đi. Còn nếu bạn xác định rằng là bạn muốn cái Facebook của bạn chả ai biết, cả thế giới này không ai biết bạn làm về enzyme, thì bạn phải chịu khó mặt dày để nói chuyện với khách, và tần suất sẽ phải nói chuyện với khách nhiều hơn để tâm tình để mà tìm hiểu nhu cầu. Cái này là sự lựa chọn của bạn. Cả nhà hiểu ý em không ạ? Nên ở đây nó không có đúng không có sai, làm cách nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải thấy rõ rằng là có những ưu điểm và những nhược điểm. Nếu bạn làm theo cách thu hút thì rất là dễ, bởi vì khách lộ nhu cầu ngay, khách lộ nhu cầu ngay và bạn ở kê trên ngay lập tức, thì cái việc là bạn định hướng, bạn gọi điện là nói là em có nhu cầu tìm công việc à, đúng không? Vậy thì ngày mai đấy, ngày mai đi với chị một chuyến, đến gặp cái người bạn của chị ấy đang có nhu cầu, chị đang tuyển dụng hậu bạn chị thôi, thì bạn sẽ là cái người FTP dùng cho. Hoặc là mình kết nối ba người ở trên Zoom, online offline thì hình thức nó như nhau, người hình dung không? Cả nhà em đào tạo đến đây mọi người có hình dung được không? Nếu hình dung được comment cho em số 1, tại vì em đang nhắc lại bài cũ, em đang kết nối lại bài cũ cho mọi người rất dễ hình dung đấy. Ok nhá, đấy kể cả như sản phẩm cũng thế, thì chúng ta đã nói là chúng ta phải nghe hết cái vấn đề của khách trước đã, bởi vì chúng ta phải đồng cảm và tìm hiểu nhu cầu đã. Người ta bị bệnh thì bị bệnh lâu chưa? Hãy nhớ rằng chân dung của một khách hàng sẽ biểu lộ thứ nhất là người ta có vấn đề hoặc nhu cầu. Nên nếu mà chúng ta không xác định được người ta có vấn đề và nhu cầu thì đừng có làm bước hai. Đừng có đưa thông tin, bởi vì chúng ta đâu có biết là họ ngứa chỗ nào đâu mà gại. Được không? Sau đó, sau khi mà chúng ta đã giúp cho khách hàng của chúng ta, chúng ta nắm được cái việc là họ có nhu cầu rồi, thì câu hỏi thứ hai của chúng ta là họ có khát khao cái giải pháp hay không, ở mức độ như thế nào để chúng ta còn biết. Rồi, và cái thứ ba là họ cũng muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức hay không. Thì nếu mà trong trường hợp ba câu trả lời đều là có thì khách hàng này đang rất là khác. Và cái việc là chúng ta chuyển vào Zoom nó rất là đơn giản. Đấy, thì mọi người phải nhớ một cái chân dung của một khách hàng. Thì sau khi mà có một cái chân dung của một khách hàng rồi, đấy thì cả nhà lưu ý cho em là đối với khách bệnh ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về họ có khát vọng để khỏi bệnh hay không. Hãy nhớ nhá, là chúng ta hỏi khách trả lời, chứ không phải là chúng ta phỏng đoán ban đầu. Chúng ta nghĩ xong chúng ta nghĩ hộ khách,
Rồi ông này ông ấy bị bệnh ấy, chắc chắn là ông cần những giải pháp này không? No. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta nghĩ, chứ không phải là khách có nhu cầu thực sự. Đấy nên là đừng tin những gì chúng ta nghĩ, đừng tin vào cái đầu của chúng ta. Nên trong cái khâu mà đồng cảm và tìm hiểu nhu cầu là phải cái mồm của chúng ta nhớ là khóa cái miệng lại. Chỉ có đặt ra câu hỏi thôi, và cái đầu của chúng ta bắt từ khóa, bắt từ khóa, bắt từ khóa. Mọi người đúng không? Tại vì xong cái chu trình của chúng ta là đầu tiên chúng ta phải lắng nghe, sau khi nghe rồi tìm được điểm huyệt rồi thì nhấn nút là chúng ta biết là khách cần gì ngay, thì chúng ta đưa thì cái mức độ năng lượng của chúng ta và thông tin của chúng ta đủ là ngay lập tức chuyển hóa được khách ngay. Đấy, đúng không? Nói cái này thì nó hơi phức tạp một chút nhưng mà mọi người hiểu thì là dần dần mọi người có đường, đúng không? Cả nhà anh đúng không? Cả nhà nhá, ok không ạ? Thì mọi người nhớ là trong cái bước đầu ấy là chúng ta nhớ là tuyệt đối không được nói nhiều. Em nhắc lại là tuyệt đối không được nói nhiều. Một trong những sai là một các nhà phân phối là bắt đầu là ra giả đến gì. Đấy mà không hiểu là khách này là đã là chân dung thực sự, là khách đã cần chưa, họ có vấn đề hay không. Thế nên chúng ta phải có những câu hỏi: bác bị bệnh này lâu chưa, bác đang có giải pháp gì chưa, bác có tin rằng là bệnh của bác khỏi hay không, đúng không ạ? Rồi chúng ta đưa ra: bác ơi, bệnh này là một trong những bệnh rất là nguy hiểm. Đấy. Rất nhiều người bị và có những cái triệu chứng mà về già rất là nguy hiểm ạ. Đấy. Để đưa cho họ những cái góc nhìn may quá. Trời, bác đúng là rất là may. Vì ngày hôm nay cháu biết một cái giải pháp đông y và xử lý được tận gốc, có rất là nhiều các kết quả rồi. Đấy, thì là thì cháu, bác có mong muốn không? Có mong muốn là khỏi không thì cháu mách bác. Đấy thì bác cứ tìm hiểu đi, có bệnh thì vái tứ phương, mình cứ tìm hiểu đi, không mất gì. Được, được không ạ? Đấy, xong rồi người ta đồng ý thì nghe bác hỏi: vậy thì bác có zoom không, vậy thì chị có zoom không? Đấy thì với cái giải pháp này thì ngày xưa ấy, là phải trực tiếp lên trên Hà Nội bởi vì nó rất là mới và toàn tiếng Anh thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì là rất là đơn giản, chỉ cần có zoom thôi. Người ta sẽ nói là thôi ta tin mày, thì mình cứ mua cho ta. Không ạ. À, cái giải pháp này nó đặc biệt lắm. Đối với những người không biết thì chúng ta nói là giải pháp này đặc biệt lắm, cần phải tìm hiểu người ta mới bán. Nhưng với những người hiểu biết thì không nói được câu này. Bởi vì nói câu này người ta nói bà xã, có tiền mua gì chả được. Thì với người hiểu biết thì nhìn nó kiểu khác. Của chị ơi đừng tin em. Đẩy ra. Chị ấy tin vào chính chị ấy không thì mất mối quan hệ. Nên là thôi, nghe em, giải pháp gì cũng thế, nó phải bắt đầu việc tìm hiểu. Đấy thì tối nay vào nghe nghiêm túc. Rồi đối với chúng ta cho những cái giá trị khác. Đấy, chị vào chị nghe thì chị sẽ được bác sĩ trả lời vấn đáp này, chị được hiểu một cái sản phẩm một cách thật là sâu sắc này. Đúng không? Nhà có hình dung được những cái cách thức mà chúng ta nói không? Sau khi mà xong cái việc đó rồi mà khách đồng thuận với chúng ta rồi thì ngay lập tức là chúng ta kết thúc. Không có nói thêm bất kỳ một cái gì nữa, chỉ chốt ngày giờ và xong. Thì cái cách mà chúng ta chốt ngày giờ ở đây thì chúng ta sẽ nói thẳng với khách về cái việc là: vậy thì có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ cố định lịch. Đấy thì tối thứ ba, tối thứ bảy thì bên em có buổi Zoom từ 8 giờ đến 9 rưỡi, thì chị vào được buổi nào, đúng không? Cách thứ hai là ấn định trực tiếp: chị ơi vậy thì 20 giờ thứ ba bên em có một buổi về sản phẩm như vậy, thì chị sắp xếp thời gian để vào tìm hiểu cho mình, đúng không ạ? Thì khách sẽ nói là thứ ba chị bận rồi, thì mình sẽ nói à thế à, vậy thì để em xem lịch có gì em báo lại chị, xong mình báo lịch thứ bảy. Có nghĩa là có hai cách nhé, chứ không phải là lúc nào cũng là mình cho khách lựa chọn, đôi khi mình ấn định luôn, đúng không ạ? Đấy thì đến buổi thứ sáu mình gọi điện cho khách thì mình nói: chị ơi em xem lịch ngày mai có một buổi đó, chị có chốt tham gia được không thì em đăng ký cho. Tuyệt đối là không dễ. Dễ ở đây có nghĩa là gì? Cầm một cái thiệp mời ấy, phóng cho người ta. Không. Được không ạ? Không, chúng ta không làm như vậy. Chúng ta làm chuyên nghiệp mà. Đấy thì chúng ta bao giờ cũng gọi điện trước, phải có sự đồng thuận về việc chị đồng ý thì em đăng ký. Số lượng người tham gia phòng Zoom có hạn. Em chỉ được mời 5 khách thôi. Nên là chị không tham gia, chị bạn không tham gia mời người khác. Đấy. Người hình dung không ạ? Bao giờ cũng thế, kể cả như lúc đấy khách đồng ý cũng không đưa phòng Zoom ngay lập tức, lý do là đưa ngay rồi sau này họ quên.
thì thành ra chúng ta gửi cho họ 3 4 tin nhắn. Nguyên tắc làm việc là không gửi cho khách hàng quá nhiều tin nhắn, đúng không ạ? Nên là chúng ta luôn luôn báo một cách rất là nhẹ nhàng là vâng, để em xem lịch thì có gì em báo lại chị, đúng không ạ? Và đến khoảng tầm là ngày thứ ba có Zoom thì đến chiều ngày thứ hai hoặc sáng ngày thứ ba thì chúng ta nhắn tin, chúng ta nói chị ơi, như đã trao đổi trước với chị, em đã đăng ký phòng Zoom cho chị đấy, em gửi chị ID Zoom và pass đấy, mong chị vào đúng giờ để nhận chọn giá trị. Cái câu này rất hay nhá, mong chị vào đúng giờ để nhận chọn giá trị. Cái câu này nó sẽ xác định là mình là người tốt, và trong đầu người ta có cái việc là người ta vào đúng giờ đấy. Và cái câu cuối ấy, mình sẽ nói là nếu được thì báo lại cho em. Rất là hay ở câu cuối là nếu được thì báo lại cho em, bởi vì nó yêu cầu là xác nhận lại lần nữa về việc là có tham gia. Thì khi chúng ta làm rất là chặt như vậy thì cái việc khách tham gia là rất là nghiêm túc. Không những thế, trước khi phòng Zoom diễn ra 15 phút thì chúng ta lại nhắn thêm một cái tin nữa cho khách. Chị ơi, chị vào chưa? Nếu cần bất kỳ cái gì hỗ trợ thì báo em. Thì cái tin đấy là tin đánh động. Nếu trong trường hợp khách ở đâu ấy, là hồn vía ở khách ở chỗ nào ấy, thì khi nhận được tin nhắn là chúng ta gọi về. Chúng ta gọi trí nhớ của khách về. Đấy, 3 hồn 7 vía của khách sẽ về. Thì khách sẽ phải, một là chui vào phòng Zoom ngay lập tức, hai là quên thì cũng sao, quên thì vẫn còn 15 phút nữa để vào. Mục đích của chúng ta thì em nói luôn là chúng ta không có bất kỳ một mục đích gì ngoài cái việc cô lập bối cảnh. Em nói tại sao chúng ta lại phải sử dụng từ cô lập bối cảnh, là bởi vì lúc đấy là lúc khách nhận được nhiều thông tin nhất và họ sẽ hiểu Enzyme nhất. Bởi vì đối với cách thức mà chúng ta làm ấy, là chúng ta thay đổi nhận thức của khách về dòng sản phẩm Enzyme, giống như là bạn tán người yêu ấy. Từ giai đoạn cầm tay xong kích thích, nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn. Nhưng mình cô lập bối cảnh cho vào một quán cà phê bật nhạc du dương thì thôi. Cả nhà hiểu không? Thế nên là nếu bây giờ khách mà trong cái giai đoạn ngồi online, đúng không ạ? Được cái gì lợn kêu con khóc chồng đồi toàn vem, Enzyme da giả bên cạnh thì khách có nghe được không? Không những thế, chúng ta lại không nói là nhu cầu này, cái buổi này chỉ có một buổi duy nhất thôi. Thì khách nghe 10 buổi cũng không có gì vào đầu hết, chỉ có thấy là ừ nó tốt tốt, xong nghe sau thấy con kêu chồng khóc, thế là xong, tắt tô nó đi, thế là xong. Và nghe được mỗi chữ Enzyme lên mạng sơ, thế là mất bô là khách, mời hàng trăm khách cũng như không. Cả nhà có hình dung cái quá trình này không ạ? Nên mục đích của chúng ta là cô lập bối cảnh là vậy đó. Nên tại sao lại có cái buổi Zoom thứ ba? Buổi Zoom thứ ba là bọn em kiểm soát được khách rất chặt cho các anh chị. Bởi vì sao? Cô lập bối cảnh mà, một phòng Zoom có vài người, sao không nhòm thấy mặt, xong đưa thông tin là thẳng bắn thẳng vào não. Xong rồi cuối cùng gì không trả lời, gọi lên để trả lời. Có bao nhiêu câu hỏi là phải to ra. Mục đích cũng là cô lập bối cảnh. Zoom không? Tại sao offline lại thành công? Bởi vì offline cô lập bối cảnh. Ví dụ online chẳng hạn, các anh chị thấy không? Trong trường hợp đấy khách còn có hàng ngàn các thứ có thể xảy ra. Từ chúng ta thích nghe đi buồn ngủ ngáp 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 lên giường đắp chăn để nghe, xong rồi ngủ nghe bằng tiếng thức. Có phải chính chúng ta cũng thế không? Có phải chính chúng ta cũng thế không? Đâu phải ai cũng nghiêm túc đâu mà. Tắt cam mà thôi, đằng sau cái tắt cam nữa có khi còn nằm ôm nhau ấy. Chả biết được chuyện gì xảy ra. Có rất là nhiều phi vụ nói thẳng các anh chị làm warrior system mà team phụng sự vui lắm. Có những trường hợp là khách hàng mang cả cái điện thoại vào tắm nước sen 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 sen, làm sao cái gì, thế là khoảng cả phòng Zoom được ngắm. Có hôm thật nha, xem được hết luôn, nhắc như sau đi từ trên xuống dưới. Đến nỗi MC còn được đào tạo là trước khi ấy là các anh chị đang làm mật vụ gì, là các anh chị nên để ý cái cam. Đây là sự thật đấy em phải nói là sự thật luôn á đấy. Nên là mục tiêu của chúng ta là cô lập bối cảnh chưa, tất cả những cái chúng ta làm để cho khách thực là định tâm và họ cảm nhận được cái nơi đây cho họ cái giải pháp để đáp ứng nhu cầu của họ, thì họ sẽ sao, vào sớm, mắt chữ O mồm chữ A, và biết rằng tại vì chúng ta có câu này cần bất kỳ điều gì thì báo em, thì có nghĩa là họ sẽ cảm giác là chúng ta bám sát sao. Mục tiêu của chúng ta chỉ là sao dọa khách thôi, chứ em có bao giờ chui vào để mà em nắm khách của em đâu.
Nhưng mà khách của em nhá là 100% là vào rất đúng giờ và rất là nghiêm túc, bởi vì sao? Kỹ năng tốt. Em biết cái cảm giác của khách. Thỉnh thoảng em ngó xong rồi ngày mai em hỏi câu là chị ơi, chị cảm thấy thế nào? Chị ơi chị cảm thấy thế nào? Chị ơi hôm qua chị xem hết không? Khách bỏ hết ra thế xong. Thế sao? Cái quan trọng là mình biết câu hỏi thông minh, mình hỏi ra là khách hiểu thế nào. Khách chỉ cần nói một câu là em biết là khách có nghe hôm qua có nghe hay không, và nghe ở mức độ như nào, chứ không phải là có mặt mà nghe đâu nhá, mà do độ hiểu của mỗi người nữa cơ. Tại vì mình phải kiểm tra về mặt thông tin chứ, để mình bổ trợ cho khách chứ. Còn nếu không nhá, cho nghe 4 buổi nhưng người ta nghe 1 buổi, riêng khách này nghe 4 buổi. Có những lần em vào xử lý từ chối rồi em đẩy ra, bởi sao chưa hiểu, chưa hiểu cái giống mà chưa hiểu thì lại nhiều thắc mắc, mà toàn thắc mắc dở hơi thôi, mà toàn thắc mắc liên quan đến sản phẩm mà trong nội dung có thì phải đẩy lại chứ gì nữa. Chị ơi không ổn rồi, chị nghe 3 buổi, chị nghe 3 buổi, chị ơi chị phải nghe thêm. Mọi người hình dung đúng không ạ? Đấy, nên là ở đây thì chúng ta phải hiểu cái việc đó rồi nhá. Tại sao là em luôn khuyến khích cả nhà chúng ta, nhất là thị trường Sài Gòn, tại sao em lại khuyến khích mọi người làm online? Hôm nay bật mí cho mọi người biết, bởi vì cô là bối cảnh đó. Sáng ra gặp upline của mình đã định tâm cho rồi, đúng không ạ? Là trong bao nhiêu phút nghe những gì biết rồi, biết kịch bản rồi. Thứ hai là có một cái người mời khách ở kế bên, đúng không? Và cái người đấy đã được đào tạo là gì, chỉ ngồi đấy để nắm nó thôi, không được nói nhiều thì hai bên nói chuyện với nhau thì người ta nghe cái gì nữa, đúng không? Thứ ba nữa là gì, sau khi mà nghe xong trong vòng 2 tiếng là được, thì không muốn nghe cũng phải nghe, tại vì ở trong đây đâu có làm được gì. Đúng không ạ? Thế xong rồi đến khi nghe xong rồi có cả một cái hội đồng để làm sao bổ trợ thông tin, không hiểu gì nói cho hiểu, không tin cái gì nói cho tin. Thế là xong, biết hiểu tin diễn ra ngay lập tức. Xong rồi thì đến cái giai đoạn là sao, họ có vui, họ vui là chốt sale được ngay, hoặc là cùng lắm thì 1 buổi zoom nữa là xong. Còn đâu kể cả như họ không đồng ý thì họ cũng trả lời cho mình một cách rất là rõ nét, để sao mỉm cười tìm người khác, không yêu trả rác bố về. Đúng không ạ? Mỉm cười đọc thần chú người kế tiếp lên đường sao, tìm người phù hợp chứ cần gì. Nhưng mà các anh chị làm phải nhanh lên cho em. Ví dụ như thay vì việc làm khách làm 3, 4, 5 khách, bây giờ chúng ta làm rất là đơn giản, chúng ta làm có 2 buổi thôi, 3 buổi thôi. Đấy, thế là sao? Ném khách lại thì tăng tốc độ xử lý lên rất là nhanh. Rồi ok. Đấy. Thế là bây giờ tóm lại là bây giờ cả nhà đã hiểu hơn về cái phần mời khách chưa? Nếu mà hiểu hơn rồi thì nó chỉ hiểu để em sang phần tiếp theo. Nay em chả dùng slide nữa, nói thực chiến cho các anh chị cho nó sướng mình hiểu rồi. Online rồi đúng không? Ui dịch, chị Linh nói hiểu rồi mừng quá. Em thấy em mà đưa khách ngồi nghe trực tiếp với nó hiệu quả tập trung hơn rất nhiều. Ừ đúng rồi em ạ. À, đấy. Còn nếu mà trong trường các anh chị làm offline hàng xóm ấy, gọi nó sang nhà mình ấy để hai chị em cùng ngồi nghe, được không ạ? À, cô lập bối cảnh còn gì nữa, về nhà nó đố mà cô lập được, dạy lợn kêu con khóc chồng đồi toàn teo, đúng không? Đã thấy con chồng bạn cái này đó. Em làm sao ấy? Sao mày được, sao cô lập bối cảnh được? Và các anh chị nhớ nhá, một trong những bí mật của khách chốt được ngay đó là bắt người ta phải có mặt nhưng phải tham gia bằng cách là gì, bán giá trị của phần vấn đáp cực cao lên, đúng không ạ? Chị ơi, điều đặc biệt nhất của buổi Zoom đó là có những chuyên gia, những người am hiểu về sản phẩm và am hiểu về cơ thể chị, và cho chị những cái lời khuyên trực tiếp. Vì vậy nên là em, nhưng mà nói này nè, thực ra thì rất nhiều người giơ tay nhưng em đã đặc cách, em đã phải liên lạc với lại bên chương trình để ưu tiên là chị giơ tay là sẽ được gọi, ai giơ tay là chẳng được gọi, do mình nói. Tự nhiên khách có cảm giác mình phải bỏ công, thế là thành ra khách sẽ cố gắng để hỏi. Phải nhớ nhá, bây giờ nhá, Warrior System không đồng ý cho các anh chị là theo cái kiểu nhà phân phối hỏi cho khách hàng đâu. Mà em nói thật luôn, em không hiểu tại sao là nhà phân phối lại lên phải hỏi cho khách. Chúng ta hãy bán giá trị và yêu cầu khách bằng cách chúng ta nói như vậy thì khách sẽ phải là người giơ tay. Không thì chúng ta nói vấn đề của anh chị nhá, mà anh chị không hỏi, anh chị không hỏi, anh chị không nắm được đâu. Bây giờ Warrior System là đang đang có hôm qua em họp là mọi người rất có ý kiến về cái việc rằng các nhà phân phối mặt quen
lần nào cũng giơ tay ảnh hưởng. Em thề lúc đấy em ngồi nhá sượng chân luôn đấy cả nhà, vì em biết nhà mình rất nhiều. Bảo quá, em có đào tạo mọi người rằng là nhà văn vui giơ tay đâu, nhưng mà đào tạo mọi người là chúng ta huấn luyện viên đằng sau. Huấn viên đằng sau, bởi vì sao, khách hỏi một câu là cái mồm khách nói ra và tai nghe bằng ấy nó rất là khác. Và các anh chị hỏi hộ vẫn mang cái tính thuyết phục, đương nhiên nó cao hơn với cái ông bà mà không hỏi, cái ông bà mà cứ ngồi xong rồi ngồi soi. Bởi vì cái mâm cỗ ấy, nó hay ở chỗ như này này, nếu tham gia nấu ngon hay dở thì không kêu. Em nói lại này, cái mâm cỗ đấy mà có tham gia thì ngon hay dở thì mình cũng là người nấu, không kêu. Nhưng mà cái giống ấy mà không tham gia, ví dụ đến mà chỉ có ngó 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 nên là thì lúc đấy soi kinh khủng luôn, đúng không ạ? Soi lắm, rồi cái bọn này xem nhìn mặt từng đứa xem có tín hiệu lừa đảo không. Soi từ cái ông dẫn chương trình đến con mẹ nói sản phẩm, soi từ khách hàng đến, có nghĩa là gì, người ta không có đồng nhất vì sao, tâm người ta không có định, người ta chỉ soi thôi. Nên là chúng ta phải để cho khách hàng định tâm bằng cách là chúng ta đẩy họ vào cái vùng tham gia. Nên có những cái nó thuộc về tâm lý khách hàng, em không thể nói được cho cả nhà, nhưng hôm nay bạn biết hết, bạn biết hết. Vì không nói sâu các anh chị không hiểu, không hiểu thành ra các anh chị làm rất là hời hợt, không có kết quả, đúng không, cả nhà thấy có đúng không? Đấy, nên hôm nay là không có giáo trình gì hết, em đẩy hết tất cả những cái mà em nghĩ ra tại sao em lại làm như vậy để cho mọi người hiểu được. Nên các anh chị nào làm việc cùng với em ấy thì sẽ thấy rằng là em luôn yêu cầu khách hàng giơ tay để em đẩy khách vào trạng thái là phải tham gia. Không tham gia thiệt, thứ nhất là gì, em đã nói trước là em đã phải mẫn công lắm rồi, em mới hỏi được người ta cả một chương trình như vậy rồi, em phải giơ tay, em phải nhờ MC đằng sau rồi. Và thực ra chỉ cần anh Bắc anh trả lời một câu, chị Mỹ trả lời một câu thôi là tỷ lệ xuất sale tăng vùn vụt 40%, tăng vùn vụt 40%. Mà hôm qua apply còn em bỏ cơ, nhưng em bảo không, giờ ơi mời vào để chốt đáp bỏ thôi. Đấy, cả nhà hiểu không nhá? Nên là cái việc mà yêu cầu khách giơ tay có mặt và tham gia cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Kể cả như trong trường hợp mà offline các anh chị nhá, yêu cầu khách tham gia bằng cách có kết quả thì người nhà mình lên, để làm sao để khách cảm nhận được kết quả trực tiếp. Như hôm trước ở Sài Gòn là các anh chị lên là rất là đúng. Cái thứ hai là đến cái after meeting ấy, yêu cầu khách tham gia là bởi vì yêu cầu khách đứng lên giới thiệu bản thân và nói về nhu cầu của mình. Tại vì sao em lại nói như vậy, bởi vì sao, người ta nghe cả buổi ong hết cả đầu rồi các anh chị ơi, nghe 2 tiếng ong hết cả thủ rồi, bây giờ các anh chị lại nhồi tiếp 3 tiếng nữa chứ phải ăn mất. Cả nhà có hiểu cái điều đấy không ạ? Nên bây giờ chúng ta phải cho khách nói, họ nói cho ai biết họ cảm nhận cái gì. Nhớ có phải triệu đô nhá, anh chị giới thiệu một chút về bản thân, nhu cầu của anh chị là gì, anh chị cảm nhận buổi hôm nay như thế nào. Khi người ta nói cảm nhận ngay lập tức là mình biết người ta đang cảm thấy thế nào, được không ạ? Nên là các anh chị after meeting, sau after meeting phải nhớ là phải hỏi khách, hỏi khách chứ không phải lúc đấy là chúng ta nói thêm vào, bởi vì chúng ta đã biết cảm nhận của khách đâu mà chúng ta nói cho nó đúng. Nghe 4 5 tiếng là họ ong thủ sau này nhá, họ nhìn thấy chúng ta thôi họ đã đau đầu rồi. Họ nhớ hết cái thời gian bị tra tấn với mặt thông tin. Nên là các anh chị phải để ý là nếu trong cái dung lượng của một cái buổi mà nó đông người thì chúng ta nói hơi dài tí được, nhưng dung lượng như ví dụ như zoom in của sáng sáng thứ ba là bọn em thống nhất với nhau chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi này, bao gồm nhé, trong vòng 1 tiếng là cho gói gọn thông tin luôn, 15 hoặc là 20 phút sau là trả lời vấn đáp, hỏi trực tiếp luôn, không cần hỏi là các anh chị giơ tay, hỏi trực tiếp luôn, hỏi nó giơ tay, nó không giơ tay thì biết đâu thì không hỏi, à phải hỏi chứ gì đâu, việc của mình là hỏi, đúng không cả nhà ơi, đúng không ạ? Nên là việc của chúng ta là gì, không có các anh chị có câu hỏi gì không, không định mặc định là có câu hỏi, các anh chị hỏi gì hỏi em đi, đúng không ạ? Cứ như không. Thế thì khi họ nói ra những cái vấn đề thì chúng ta có cơ hội giải đáp, chúng ta có cơ hội mà tiêm phòng, chúng ta có cơ hội mà chúng ta nói rõ hơn thì mới chốt được chứ, đúng không ạ? Vì khách bị chốt là bởi vì khách hiểu rằng giải pháp này xử lý vấn đề của họ thôi, họ tự chuyển hóa, không phải là chúng ta gì, chỉ chúng ta chỉ tạo duyên bối cảnh thôi nha. Rồi ok, chúng ta kết thúc cái phần này được không ạ? Cả nhà hiểu phần này rồi đúng không? Sang phần 2 nhá. Bám sát được không ạ? Sau khi khách vào Zoom rồi thì giờ chúng ta làm sao? Đúng không ạ? Em share slide để cho mọi người dễ hình dung. Đấy, như em nói thì chắc là đơn giản thôi hôm nay. Đợi em tí.
Là em xíu nha, không hiểu sao cái OBB sản phẩm nó bị lỗi gì em không nói ra. Cái kỹ năng này cần thiết, tại vì sao ngày hôm nay em rất là mong là hệ thống của chúng ta có mặt đông đủ để chúng ta có thể học về kỹ năng này. Lý do kỹ năng này cần cho cả nhà phân phối mới và cần cho cả các leader đầu nhánh, vì đây là sự phối hợp của cả hai, được không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà bản thân trong cái khâu này, bởi vì sao, khách không phải là khách của mình, cả nhà đồng ý là với em là khách không phải là khách của cái người downline đấy không, mà khách là khách của cả hai. Vì nếu mà là khách của người downline đấy thì người downline biết làm tất cả rồi thì chúng ta nhàn, có phải là ra e luôn không? Nhưng mà bản chất downline chưa chưa có kỹ năng chuẩn nên thường sẽ nói hớ, nói sai, nói nhiều, nói sai cái là thôi khách thuận ý thôi, khỏi mất khách luôn, đúng không ạ? Nên là rất cần cái người đằng sau, đó là cái người leader ấy, chính là cái trưởng nhóm của các bạn. Thì người trưởng nhóm phải là người rất là thấu quy trình này thì mới có thể đưa được những chỉ dẫn đúng cho downline, nên nó cần cái sự phối hợp rất là tốt trong cái khâu này thì chúng ta mới có thể điều tiết được một khách. Thế nên là quay trở lại vấn đề, các anh chị làm online là sớm nhất. Các anh chị sẽ không phải để ý cái khâu này quá nhiều, nhưng mà các chị làm online tại vì thời gian nó cách nhau ra, thông tin đưa nó nhỏ giọt, nó không có liền mạch, nên là chúng ta cần phải thấu hiểu cái quy trình này, đúng không ạ? Rồi, ok, chả có gì đâu, mời khách biết hiểu tin thì cái này nó là đây, mời khách hẹn gặp STB OBB và xử lý từ chối tối đây này, thấy không? Đấy thì quy trình này, quy trình STB mời khách này và xử lý từ chối đấy, mời khách biết hiểu tin sản phẩm nhá. Đâu rồi? Và OBB trước khi vào OBB này. Thì nhá, trước khi vào OBB em nhắc lại này, đưa thông tin phòng Zoom cho khách này, chốt khách xác nhận lại này, và thông báo trước với khách 15 phút diễn ra phòng Zoom, yêu cầu khách nghiêm túc vào đúng giờ. Đấy. Thì trước khi vào OBB thì là thông thường thì chúng ta sẽ báo khách về phòng Zoom, thì như em vừa nói cái câu vừa này, em vừa nói đoạn này em nói rồi hết đúng không? Chốt khách xác nhận này, thông báo trước này, đoạn này em xử lý rồi đúng không? Lưu ý nếu lúc mình gọi mà khách không vào thì xác định lại tâm thái khách, có nghĩa là đây lại một cái trường hợp nữa. Nghĩa là lúc mà mình báo khách là 15 phút nữa phòng Zoom diễn ra, chả thấy khách trả lời gì cả, đúng không? Không thấy khách trả lời và không thấy xuất hiện trên phòng Zoom, vì vậy nên là cái người khách này là người khách đã lỡ buổi hẹn của mình. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái gì tiếp theo, đúng không ạ? Thì sẽ có một số người sẽ nhấn nút gọi cũng được, không sao cả, để cho báo cho khách, đúng không ạ? Còn nếu mà trải qua cái việc đấy rồi thì cái tin nhắn của mình về việc là chị ơi chị vào phòng Zoom chưa, cần cái gì thì báo em hỗ trợ, nó vẫn còn mà, anh chị hiểu không ạ? Thì theo thói quen khi khách đọc được thì khách sẽ trả lời lại mình, thì khách sẽ trả lời kể cả như trong trường hợp mà khách không vào, các anh chị vẫn để nguyên tin nhắn đó nhá, đúng không ạ? Để nguyên tin nhắn đó để khách trả lời, đợi khách trả lời chúng ta mới xử lý tiếp. Ôi chị xin lỗi, hôm qua chị bận quá chị quên mất, ôi chị quên mất. Đấy thì lúc đấy các anh chị làm cái gì, các anh chị xác định là tâm thái. Vậy thì đây này, đây buổi hôm qua rất là hay chị ạ, tiếc quá chị không vào được, vậy chị còn có nhu cầu quan tâm đến giải pháp này hoặc là công việc này nữa không? Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục hỏi để xác định tâm thái. Nếu khách trả lời là có thì chúng ta sẽ nói vậy thì xác định khác khác thôi. Nhưng mà chúng ta yêu cầu là lần này á, lần này chị đúng giờ giúp em, lần này chị đúng giờ giúp em, nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại rất là chắc, cả nhà nhớ. Còn nếu mà khách nói là không, chị trông thế thôi thì bây giờ chị cũng chưa có nhu cầu đâu em ạ, thì tùy nhá. Một là bạn tối hậu thư, tối hậu thư thì bạn nói là vâng, nếu mà chị không có nhu cầu nữa thì em xin phép là ngừng cái việc trao đổi đấy, nhưng em rất là tiếc bởi vì đây là một giải pháp mà em khẳng định luôn là giúp được chị đấy, nhưng mà thôi khi nào có nhu cầu thì báo em, nếu mà bạn cảm thấy rằng khách này hời hợt quá thôi đấy. Còn nếu mà không thì bạn sẽ hơi kéo một chút, kéo bằng cách là chị ơi chị có thể chia sẻ với em lý do tại sao chị lại không muốn vào tìm hiểu nữa không, được không ạ? Thì chúng ta xử lý vấn đề của khách xong rồi chúng ta lại đề nghị tiếp, được không ạ? Cả nhà hiểu phần này không? Tại vì đây là tình huống thực tế nó sẽ diễn ra rồi. Thì trong khi OBB diễn ra này, nếu mà trong trường hợp mà mọi người làm chắc tay thì mọi người có thể hỏi khách
chị ơi chị chụp ảnh em xem nay chị thế nào. Mục tiêu là chúng ta đảm bảo khách ở trong phòng Zoom thôi và đang mặc quần áo như thế nào các thứ. Nhưng mà em thì có nhiều cách lắm, nhưng mà em thì chỉ nhắc khéo khách là trước lúc phòng Zoom diễn ra thôi. Đấy đấy, luôn luôn có câu là chị cần hỗ trợ gì thì báo em nhé, nếu có thể thì ngồi cùng khách tại tại cùng một lúc ấy, để quan sát thái độ của khách đó. Còn nếu mà chúng ta không có thể ngồi được cùng với khách diễn ra thì thôi. Đấy. Lưu ý là giúp khách hiểu nên rất cần để ý tới người nói chương trình. Khách bệnh thích được vấn đáp, khách làm việc thích chuyên nghiệp. Khách của bạn thường giống bạn nên bạn cần phải ăn món trước khi khách vào. Có nghĩa là cái nội dung của OBV quan trọng các anh chị ơi. Có rất là nhiều các anh chị không để ý thực đơn, mà chỉ theo cái kiểu là có Zoom thì đẩy vào thôi, nhưng không đúng đâu. Vì khách của chúng ta thường giống chúng ta. Có những cái khách mà họ có một cái tiêu chuẩn rất là cao về mặt logic ấy. Thì nếu mà trong trường hợp như chúng ta mà đẩy vào không đúng buổi Zoom, họ không thích người nói chương trình ấy, lắng nghe được tức ảo. Nếu mà chúng ta không có khả năng cứu data bằng bằng những lời nói, bằng những cách thức, bằng cách là chúng ta sẽ xoa nhẹ khách. Có những cái người mà nói xong rồi ao răng luôn, kể cả có thể là em luôn, bởi vì sao, người ta không thích cái màu vị, màu sắc của mình, người hình dung không? Nên là việc mà các anh chị cần phải vào cái buổi Zoom đấy là các anh chị nghe buổi Zoom đó và đánh dấu vào những người nói chương trình mà các anh chị cảm thấy thích rất là quan trọng, đúng không ạ? Còn không thì cứ đẩy vào happy enzyme, bởi vì hệ thống của chúng ta làm tương đối là bài bản. Thường thì em thấy chả khách nào là không thích chúng ta, chứng tỏ là chúng ta never là bậc này cũng lên đấy. Đây, một buổi OBV thành công là khách vào đúng giờ và thích năng lượng người trình bày hôm đấy, đúng không ạ? Họ nói ô cái chị này nó hay thế đấy, là mình có nghĩa là họ cảm thấy thoải mái, không làm một cái nút thắt gì trong họ về cái việc là họ cảm thấy họ không thích cái năng lượng đấy là được. Đây, hoặc trước khi khách về có câu ghi lại là nếu anh chị có thắc mắc gì thì nhớ ghi lại em sẽ trả lời đấy. Cái việc mà chúng ta nói là các anh chị có thắc mắc gì ghi lại thì sẽ giúp khách tập trung hơn, hoặc là mình sẽ nói là chị cố gắng nghe nhưng mà em hỏi lại đấy, hỏi lại để sao, để hỗ trợ khách về việc họ tập trung lắng nghe. Còn không thì chúng ta sẽ bán giá trị bằng cách là chị cố gắng lắng nghe để mà cuối cuối ngày có cái phần mà hỏi đại hỏi vấn đáp ấy, thì nó sẽ khiến cho họ cảm giác giống như là cuối giờ họ phải làm bài kiểm tra, thì họ sẽ vào sớm nghe hồi hộp, giống như cái buổi hôm nào mà em làm chương trình ấy, kể cả em nhận cái chương trình thứ hai là phần kinh doanh ấy, thì cái phần đầu em có thể tắt máy em có thể, nhưng mà cái cảm giác nó hồi hộp nên mình vẫn cứ phải mở từ đầu ngày xong mình ngồi mình nghe. Đấy, mọi người hình dung không ạ? Nhất là trong trường hợp mà hỏi bác sĩ, lúc cái bác sĩ hỏi cái phần vừa nãy anh có nghe không, lúc đấy chả lại nói là học sinh dốt để bảo không nghe à. Thế nên là họ sẽ nghe tập trung hơn nếu chúng ta đưa ra những cái thông tin mà họ cần phải nghe. Đây là trong khi buổi OBB diễn ra, đây là sau khi buổi OBB diễn ra. Đấy, thì bây giờ chúng ta vào phần bán sát là buổi sau OBB diễn ra nhé, đúng không ạ? Thực ra thì em sẽ sửa lại cái giáo trình lại một chút để sau này em sẽ bám theo cái nội dung mà em nói với cả nhà. Tại vì khi mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta chia ra các khâu khác nhau, nhưng mà cách chia kiểu gì chia, nhưng mà chia làm sao cho mọi người dễ hiểu. Đấy, thì làm sao em sẽ tách cái khâu bám sát này. Rồi ok nhá. Đầu tiên, buổi tối hôm đấy, sau khi chương trình diễn ra nếu là online, các anh chị hỏi một câu hỏi cho khách là chị ơi ngày hôm nay chị cảm thấy thế nào, hỏi triệu đô cảm thấy thế nào, đúng không ạ? Mai 9 giờ chị em mình ngồi với nhau nhé để em hỗ trợ trả lời các câu hỏi của chị, đúng không ạ? Thì cái câu hỏi này, cái thời khắc này mới gọi là thời khắc quan trọng nhất này, đó là phản ứng của khách. Tại vì đến lúc này thì bạn không có làm được gì nữa rồi, cái phần bạn làm tốt nhất là bạn đã đẩy được khách vào phòng Zoom rồi. Em nhắc lại này, cái thời điểm này là cái thời điểm bạn không làm được gì nữa rồi, được không ạ? Điều bạn làm tốt nhất là bạn đã đẩy được khách vào phòng Zoom và nghe nghiêm túc. Người mới chúng ta chỉ làm được 50% điều đấy, và kể cả em cũng chỉ làm được 50% thôi. Thì sau khi OBB thì sẽ có những cái phản ứng sau này. Khách trả lời này, có rất là nhiều trường hợp, nhưng trường hợp đầu tiên khách trả lời là ôi hay lắm các bạn. Hoặc là có những khách chưa hết chương trình thì hết nửa chương trình đã nói ôi chương trình thật ý nghĩa thật hay. Nhưng hãy nhớ rằng những cái người khách mà khen hay, mà khen nhiều, mà khen tuyệt vời là những người khách rớt rất nhanh vì cảm xúc. Thấy hay như vậy nhưng đến khi một thông tin tiêu cực là cũng sụi lơ luôn, đúng không ạ?
Em chứng kiến rồi, chị ơi hay lắm, tuyệt vời lắm. Kèn tới tấp tít mù rồi, đến hôm sau vào lên trang mạng phát im tin thít như thịt kho đông. Đấy. Rồi ok, nhưng không sao cả, bởi sau này các anh chị sẽ có một cái bản năng là mình đón nhận tất cả các phản ứng của khách với sự an vui. Bởi vì chúng ta biết hết kịch bản thôi. Quay đi quẩn lại có vài cách phản ứng mà, đúng không? Một, hai. Khách trả lời: chị thấy bình thường. Chị thấy bình thường. Đấy. Khách trả lời: chị thấy sản phẩm cũng được. Đúng không ạ? Thì hai những cái trường hợp như vậy là khách đấy là họ có một cái sự nhìn nhận tích cực. Mặc dù khách trả lời là chị thấy cũng được nhé, nhưng thực ra ẩn chứa trong đấy nó còn hơn là khen rối rít tít mù. Tại vì nó thể hiện cái sự chắc chắn trong từ mới vào một buổi mà. Nghe thì chỉ nghe như vậy thôi, làm sao mà hiện đánh giá được. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn lại, à, khách đang có phản ứng tích cực. Đúng không ạ? Thì có khách trả lời là chứ em cảm thấy mông lung lắm, không hiểu lắm. Đó. Thì khách này là nghe, một là không tập trung. Đó. Hai là đầu đang để đâu đâu. Đó. Ba là gì? Trình độ nhận thức có vấn đề. Nên là chúng ta cần phải hiểu khách này phải vào nhiều lần. Đúng không ạ? Rồi bốn. Khách không nói gì. Khách không trả lời. Cái không trả lời, không đọc tin nhắn không. Mình nhắn từ tối sáng hôm sau, mình chờ đợi sáng hôm sau vẫn cứ ở trong trạng thái là không đọc, không trả lời. Đấy, bây giờ chúng ta làm sao? Cái khách này mới cần phải xử lý này, còn đâu ba bốn khách kiểu kia thì chúng ta chỉ có một kịch bản duy nhất. Vâng chị ạ. Vâng chị ạ. Đón nhận. Đây là buổi đầu tiên. Đấy, lên là chị chưa hiểu nhiều lắm đâu. Đấy, thứ bảy này có một buổi hay hơn. Đấy, thì em muốn mời chị nghe thêm một hai buổi nữa. Hình dung không? Cả nhà hiểu không? Đúng không? Đón nhận toàn bộ và mời tiếp. Bởi vì chưa được đâu. Làm online một buổi không có xử lý được vấn đề. Đúng không? Đấy, còn đâu kể cả cái 9 giờ mà chúng ta gọi điện ấy. Thì nếu mà khách đồng ý 9 giờ thì mục tiêu của chúng ta hỏi duy nhất một câu thôi. Đó là chị cảm thấy thế nào để cho khách, thay vì việc khách nhắn tin. Đấy là hai thức nhá. Một là gọi điện hôm sau thì cũng hỏi duy nhất một câu đấy thôi, còn nhắn tin thì nhắn tin duy nhất một câu đấy thôi. Thì khách trả lời kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ định vị khách vào thêm một buổi nữa. Nhưng mà nhân tiện ở trên online hoặc là offline thì chúng ta cũng sẽ định vị này, bởi vì khách hiểu rồi, nhưng bây giờ chúng ta còn phải giúp khách tin nữa, vì khách cần thông tin lắm, họ khác thông tin lắm. Thì lúc đấy chúng ta sẽ bán nhóm kết quả. Thì trong cái khoảng giữa này chúng ta mới bắt đầu bán nhá. Thì chúng ta sẽ nói với họ như sau này: chị ơi, bên em có một kho kết quả, có rất là nhiều người trải nghiệm enzyme có kết quả rất tốt. Chị có muốn vào để xem xét, để cảm nhận kết quả nhiều chiều không? Hình dung không? Tuyệt đối không mời khách vào mà không nói trước, bởi vì khách có cảm giác giống như là chả biết nó là cái gì, tự nhiên tống vào. Được không ạ? Làm bất kỳ điều gì phải hỏi trước. Thêm một cái nữa là gì? Các anh chị nhìn nhà phân phối mới, em thấy có một kiểu nữa là gì? Thả khách vào, không nói gì, mời vào, ép bụp phát vào. Xong vào khách hoa mặt chóng mày, giữa hàng một chợ kết quả, xong rồi đọc: ôi tim, bệnh tim chưa được, ô ung thư này, ô nó thành nó thành. Có rất nhiều khách vào kho kết quả phản cảm, bởi vì các anh chị không có định hướng trước cho khách, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta vào thì chúng ta phải dẫn họ ra chợ, thì phải dẫn đường đấy, chúng ta phải tác một số bài, xong chúng ta phải nói: chị ơi, trong kho kết quả có rất nhiều kết quả, nhưng chị hãy tập trung vào kết quả bệnh lý của mình bằng cách là đánh vào cái ô tìm kiếm để tìm bệnh, hoặc là tác mình tìm họ, họ là kỹ năng kém mình tìm, mình tác một hai bài, đúng không ạ? Cả nhà có hiểu không ạ? Thực ra đây là chúng ta làm việc với con người, các anh chị phải nhớ lại thời điểm mình mới vào mình cảm nhận như thế nào để giúp khách, giống như bây giờ mình nhìn được cả quá trình rồi. Thế nên là mình không cáu với những khách mà phản đối, mình cũng không cáu với những khách bình thường, mình cũng không cáu với những khách cảm xúc. Bởi vì sao? Mình nhìn được, mình còn vẽ được cả sơ đồ cảm xúc của họ nữa, thì có cái gì mà làm mình cáu? Đúng không anh chị? Cả nhà có hiểu ý em không ạ? Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà khách không trả lời thì các anh chị cũng đừng bấn loạn tim, bởi vì các anh chị biết kịch bản rồi mà. Em đã đào tạo các anh chị rồi mà, bình thường. Đợi 4-5 tiếng sau nhắn tin lại: chị ơi, chị bạn à, em vẫn đang đợi chị nhận được tin nhắn trả lời em nhé. Chúng ta cứ cho rằng khách bạn ý, còn bạn ấy không là việc của họ, nghĩ gì là việc của họ, không biết. Nhưng lại
phải hỏi tiếp để khách ra thông tin chuẩn đấy. Còn nếu mà trong trường hợp khách bận, ô chị bận quá từ buổi hôm qua hả, cũng được, sao lại quay trở về bình thường, anh chị thấy không? Nhưng mà lần này nhắn tin lại không trả lời, tin nhắn đã xem không nói gì. Đúng không ạ? Đây, nếu khách trả lời kêu không hợp, không thích thì mời thêm lần nữa. Có rất nhiều khách nói là không hợp, không thích và từ chối luôn. Thì các anh chị nhớ rằng bản chất là chúng ta làm sàng lọc khách, nhưng chúng ta bao giờ phải hơi kéo khách một chút. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ dùng một câu gọi là thần thánh, là không như những gì chị nghĩ đâu, chị vào một lần không hiểu đâu. Cái câu này rất là hay, bởi vì mình đâu biết khách nghĩ gì. Nên mình lấy cái thông tin này để phủ định chính họ. Không như gì chị nghĩ đâu, chị nghĩ gì, nên là đấy, không như gì chị nghĩ đâu. Mục đích của những cái câu nói như vậy là không giúp khách bấn loạn thêm thông tin nữa. Chúng ta một lần nữa định tâm cho khách, để cho khách không bị rối loạn thông tin, không giải thích cái gì hết. Không giải thích bởi vì sao? Chúng ta dùng thông tin của buổi 2 để phủ định thông tin của buổi 1 trong não bộ của khách. Đúng không ạ? Chị ơi, một buổi chị không hiểu gì đâu, chị nghe thêm cho em một buổi nữa. Tất cả phản ứng đều quay về việc nghe thêm và nghe thêm. Nhắc lại này, tất cả phản ứng đều quay về việc nghe thêm buổi nữa. Bởi vì kể cả những khách nói là hiểu cũng không xử lý. Lý do là bởi vì nó chưa đủ thông tin. Nếu các anh chị làm offline nhé, nhưng mà online thì các anh chị bắt buộc phải nắm quy trình ý nhá, chứ không thì các anh chị sẽ bị tách. Được không các cả nhà ơi? Cái phần này em ghi chi tiết quá trời luôn cho cả nhà luôn. Là sao hồi đấy sao em lại có thể ghi chi tiết như này? Rồi, ok nhá. Đây. Sao phần này không nói đâu? Rồi. Nếu khách trả lời. Đây này. Nếu khách trả lời thấy có nghĩa là tích cực ấy, rất tuyệt vời, thấy thích hoặc chủ động nhắn tin khen chương trình, chủ động hẹn khách 9 giờ hôm sau gặp em để em hỗ trợ các thắc mắc của chị nhé. Nhưng hỗ trợ thì mình cũng chỉ là đẩy vào buổi sau thôi và mời vào kho kết quả thôi các anh chị nhé. Được không ạ? Tất cả đều có một cách phản ứng duy nhất. Được không ạ? Nếu khách trả lời chị thấy mông lung lắm, chị thấy bình thường, chị không cần nói chuyện, mời thêm buổi nữa. Đúng nhé. Các anh chị chờ một chút nha. Đôi khi có con là vậy đó các anh chị. Nên là các anh chị thông cảm. Được không ạ? Con cái là số 1. Sau cái phần chia sẻ của Bích Ngọc thì các anh chị cũng đã nắm được một cái phần rất là quan trọng, phần đầu đúng không? Đây là đang sau khi diễn ra OPP rồi. Thì cho dù là các anh chị có chủ động trong mọi cái tình huống, bởi vì là chúng ta đang dẫn dắt họ mà, nhưng mà các anh chị phải xác định được rõ là cái đối tượng mà chúng ta đang dẫn dắt đó là ai. Đúng không các anh chị? Bởi vì đôi khi các anh chị không xác định rõ họ, vu vơ lắm, họ không có để tâm đến cái việc mà các anh chị đang nói gì đâu. Nhưng mà khi các anh chị xác định rõ ngay từ đầu thì khi các anh chị làm các cái phần sau này nó rất là nhẹ nhàng, và họ chủ động, hầu như là họ chủ động đó. Họ chủ động set up lịch với mình, thì họ chủ động để mà gặp mình. Nhưng mà những cái trường hợp như vậy thì nó quá ít, cho nên buộc là các anh chị phải học, bởi vì không học không sao chép được, không học không dạy lại cho người mới được. Mà mục đích của tất cả mọi người vào đây là đều là để mà có được cái sự tự do về thời gian, đúng không? Vậy người khác không làm được mình sao tự do? Đúng không các anh chị? Người khác không làm được là không tự do được, nên buộc các anh chị phải học, và dù nó có khó một chút các anh chị phải để tâm, vì học để có tiền mà.
Hương nói rồi, cho biết các chị hào hứng gì, cứ các kiểu là đi lạnh lắm. Học có tiền hào hứng lắm thì tiền nó mới về. Thế học mà cứ căng thẳng như là đi lãnh đạo sao tiền nó về được. Học ôi hào hứng vô cùng. Thế thì tiền nó mới về. Thế đằng này các anh chị cứ buồn giàu ấy. Khuôn mặt anh chị nó là buồn cười quá, đi đang đi làm giàu mà cứ lên chứ toàn là doanh nhân không á các anh chị, tưởng tưởng đâu à. Rồi Bích Ngọc quay trở lại rồi. Em cảm ơn cả nhà đã chờ đợi em. Biết ơn cả nhà. Biết ơn offline đã hỗ trợ em. Và em tiếp tục nha cả nhà ơi. Đấy thì em chia ra rất nhiều tình huống để các anh chị biết là cách phản ứng. Tại vì chúng ta là làm trên data khách rất là nhiều. Nên nếu mà anh chị biết là khách phản ứng như vậy thì các anh chị sẽ không bị khủng hoảng. Và một trong những cái mà chúng ta bị khủng hoảng nhất là gì? Khách không trả lời gì cả. Sau khi chúng ta đã gửi một tin đầu tiên, đã gửi tin thứ hai để nhắc nhẹ nhàng, nhưng mà khách vẫn không trả lời thì bắt buộc chúng ta sẽ phải gửi tin tiếp theo. Chị ơi, sao em nhắn tin chị không trả lời? Nếu chị làm hay không cũng báo em một tiếng nhận được tin nhắn trả lời em ạ. Thì trong cái tin nhắn này chúng ta sẽ vẫn rất là lịch sự với khách, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không muốn cãi nhau với khách. Nhưng nó có một cái cụm từ là nhận được tin nhắn trả lời em ạ. Nó sẽ khiến cho khách đọc xong và khách sẽ trả lời các anh chị. Bởi vì sao? Cái việc mà chúng ta đây là chúng ta muốn khách rõ ràng với chúng ta. Đấy thì nội dung của nó thì nó chỉ là theo cái kiểu như vậy, thì anh chị có thể sử dụng một số các cụm từ khác. Ví dụ như đây là công việc nghiêm túc, lên nhận được tin nhắn chị trả lời em nhé. Làm hay không là quyền của chị, nhưng cũng nói với em một tiếng. Đúng không ạ? Thì bây giờ về cái mặt ngôn từ của em thì là em rất là linh hoạt rồi. Nhưng em biết là các anh chị thành viên mới là đến cái lúc đấy là chúng ta bế tắc, là chúng ta không biết là chúng ta lên phản ứng như nào đâu. Nên là em đã cẩn thận, em đã ghi ra những cái cụm từ thông dụng nhất và đơn giản nhất để các anh chị ghi lại mẫu câu tin nhắn như vậy. Chúng ta hãy học cách làm theo hệ thống, có nghĩa là làm một cách chuyên nghiệp. Thì các anh chị nha, nếu ở trong trường hợp các anh chị vẽ cái cách mà phản ứng ấy, thì các anh chị sẽ hiểu ngay là em chia nhỏ ra rồi sau bi hỏi gì, hỏi mỗi một câu duy nhất thôi là khách cảm thấy là anh chị cảm thấy thế nào. Bây giờ muộn rồi, em chúc anh chị ngủ ngon, đúng không ạ? Và chờ đợi người ta trả lời cái tin đấy, thì sau đó chúng ta đo lường phản ứng của khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ mời khách vào buổi tiếp theo và mời khách vào trong nhóm kết quả. Anh chị hình dung không, chúng ta phải có những cái đích tiếp theo thì sau này các anh chị có downline thì các anh chị mới hướng dẫn được downline của anh chị chứ. Thì nếu mà chúng ta không có quy trình, cả hệ thống không có quy trình thì thành ra là mỗi người làm mỗi kiểu, đúng không ạ? Đấy thì sau khi mà chúng ta đã hỗ trợ khách thì tuyệt đối trong giai đoạn này một trong những cái sai lầm của các anh chị là khách sẽ hỏi. Nhưng khách nghe một lần thì câu hỏi của khách là chưa định tâm, mà các anh chị lại cố gắng để giải thích để khách hiểu, thì họ bị rối não, đúng không ạ? Thông tin đã nhiều rồi, đã có cái thắc mắc rồi, mà lại thông tin đấy lại thông tin chưa chắc chưa định. Thế xong rồi lên mạng search lại ra vài câu thôi, cảm thấy mày giải thích lằng ngoằng quá đau đầu quá thôi khỏi làm, giải thích lằng ngoằng quá không tin thôi khỏi dùng, thế là mất khách. Anh chị hình dung được cái phần này không ạ? Nên cái phần này là một trong những cái lý do thì chúng ta phải thấu hiểu khách, là khách rất là căng thẳng. Bởi vì sao? Bởi vì họ họ cái lúc đấy những cái rào cản họ bắt đầu dựng lên thì họ rất là sợ. Bởi vì sao? Họ họ vào là họ biết là na ná đa cấp rồi, na ná thực phẩm chức năng rồi. Nên em nói trong cái giai đoạn này là khách không có dễ chiều như giai đoạn đầu, mà khách khó chiều hơn rất nhiều các anh chị ơi. Bởi vì sao? Lúc này họ sẽ coi thường. Em phải nói luôn là lúc này tâm thái của họ là tâm thái hơi coi thường chúng ta, hơi coi thường giải pháp và coi là nó như là trăm các thứ khác, lại bán hàng lại móc túi tao đây. Đúng không ạ? Nên là lúc này các anh chị không có kỹ năng bảo vệ các anh chị là các anh chị sẽ bị tụt về cảm xúc, tụt mút và cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì sao? Khách coi thường mình nên mình nhắn tin khách không trả lời, mình gọi điện xong rồi mình cảm thấy bực mình ấy. Một là gì? Không có nói gì với khách nữa nhưng mà trong lòng đều ức. Đúng không ạ? Nhưng các anh chị mà không xử lý được cái khâu này thì các anh chị sẽ không tái tiếp cận được lần sau, bởi vì khách vẫn có cảm giác là nhìn đến mặt các anh chị là các anh chị đang đuổi khách, đang bám khách, đang dai như đỉa. Bởi vì sao? Khi khách không trả lời thì các anh chị được gửi ba bốn năm tin nhắn mà toàn các tin nhắn mà theo kiểu hoặc là sao, thỉnh thoảng các anh chị lại
gửi cho một cái thiệp. Thỉnh thoảng các anh chị gửi cho một cái mời. Làm sao mà làm được kiểu đấy, làm đấy làm sao chị ạ? Người các anh chị tưởng tượng rất nhiều các công ty họ hoạt động theo cách như thế, có rất nhiều con người đã hoạt động theo cách đấy, và chính theo cái đấy là người ta mới nói là dài như đa cấp. Chị hiểu không ạ? Nên là chúng ta phải làm cách khác đấy. Nên là riêng hệ thống của chúng ta là em chọn các anh chị, để các anh chị lưu ý và nhớ, và điều đặc biệt là các anh chị phải mở ra thì phải đóng vào để cho khách thấy rằng chúng ta khác biệt đó, bằng cách là tin nhắn tối hậu thư để kết thúc chu trình. Em nhắc lại phần này cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu trong trường hợp họ không có nhu cầu tại thời điểm đấy mà chúng ta nói rằng em đã rất cố gắng để hỗ trợ chị tìm hiểu về công việc hoặc là giải pháp, nhưng em thấy chị không thật sự có nhu cầu, vì vậy em xin phép kết thúc việc trao đổi công việc và sản phẩm tại đây, khi nào chị có nhu cầu thì chủ động báo em nhé, em chào chị, thì cái việc đây làm khách cảm thấy hụt hẫng. Bình thường rõ ràng, bình thường người ta chúng bọn này bán để xem nó dai như thế nào, nhưng không ngờ nó lại rất là quân tử. Nó nói là nó từ chối luôn, nó dừng luôn. Thế xong rồi khách đang bảo là chị, đang khách đang chạy mà mình đang đuổi theo khách, mà khách đang có cảm giác phải chạy nhanh, còn này nó bán mình rồi, bán đến nơi rồi. Thế nhưng mà nó lại quay xe nó nói là chị ơi. Thế nó quay lại hỏi cái gì đấy? Thì không có nhu cầu à, thế thôi nhá. Bye bye em dừng đây, thế là mình quay ngoắt đi luôn. Thế tự nhiên khách quay ra, khách một mắt chữ O, mồm chữ A. Đúng không? Khách nói ô, thế à? Đấy, thế nó khách ngạc nhiên với cái thái độ của mình luôn á. Nhưng chính cái thái độ là như này, 100% khách không có nhu cầu và mình cảm giác mình bán lúc đấy họ cảm thấy sướng không? Họ phải tìm ngay lập tức cho cái tin nhắn này của mình. Họ thở phào nhẹ nhõm. À, nó không bán mình rồi, sướng rồi. Nhưng họ không biết rằng đây là tao giữ mối thôi, lần sau tao quay lại tiếp. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bận thì vẫn bị bận, mai có khỏi được ngay đâu. Mình thất nghiệp hoặc là không có công cụ gì khác, cuộc đời có thay đổi ngay đâu. Vấn đề vẫn ở đấy. Đúng không ạ? Tháng sau quay lại hỏi chị ơi, thế công việc cuộc sống chị có tốt không? Nó lại nhớ ở con bé này. Con bé này dễ thương lắm. Đợt trước là nó không ấy. Thì lúc đấy nhá, khách mà trả lời là gì nè? Công việc của chị tốt lắm. Mặc dù không tốt mà cũng nói là tốt. Vậy suy ra khách này vẫn còn nhớ cái bộ mặt của mình. Là khách chưa có nhu cầu. Thời điểm chưa chín thì thôi. Chúng ta tích vào là đã tiếp cận lần hai. Đúng không ạ? Chúng ta tích vào cái danh sách khách hàng là đã tiếp cận lần hai. Đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà các anh chị mà làm OBB mà các anh chị muốn mời offline thì các anh chị tiếp tục mời. Mặt dai mà. Lần trước em mời chị rồi nhưng em tin chắc chị chưa hiểu đâu. Đấy, nhưng mà đợt này bên em có một buổi offline lại tìm ra một cái giá trị gì đó. À, bán là bán giá trị nhá. Đấy, bán giải pháp để xử lý vấn đề khách nhá. Thì hôm nay bên em có một buổi về sản phẩm hay lắm mà lại có những cái chuyên gia để người ta giúp cho chị hiểu. Giải pháp thì ngày mai chị có rảnh không, bởi vì cái thời điểm rất là quan trọng. Cái thời điểm mà kia có thể là chưa có sẵn sàng cho cái việc tìm hiểu, nhưng mà cái thời điểm mà họ 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 có thể hôm đấy là họ ở nhà một mình cô đơn. Không có việc gì làm, buồn chết được. Thế là tự nhiên con bé rủ đi chơi sướng quá, mặc dù là không có gì đâu, nhưng mà cái thời điểm nó phù hợp. Em vẫn nhớ cái thời điểm vừa có kể cho cả nhà nghe là cái bạn Tâm ấy, bạn làm home online, là cái đợt đấy là enzyme ấy là mời mấy lần rồi nhưng mà yêu hầu lai không nhận lời. Thế hôm đấy một ngày đẹp trời mới xử lý về khách hàng ba mẹ yêu bà đấy, thế là đến cái lúc mà khóc thun thút, bởi vì sao? Áp lực doanh số chán đời. Thì cái bà mà bán dai như đỉa đấy, đấy là không theo đúng quy trình nha, cái bà bán dai như đỉa. Bà mới nhắn tin bảo là chị có rảnh không, ngày mai có hội thảo enzyme. Thế nhưng mà bình thường thì không đồng ý đi đâu, nhưng hôm nay chán quá rồi, tận nóc rồi nhận lời. Hay là chỗ đấy. Mọi người hình dung không ạ? Có nên cái sự kiên trì rất là quan trọng và thời điểm rất là quan trọng, nhất là chúng ta làm duyên làm dáng vậy, chúng ta đâu có làm gì được, có chịu đâu mà sao không tái tiếp cận được. Được tuốt, em là tái tiếp cận được tuốt, chả có ai không tái tiếp cận được hết. Thật sự chỉ có cái là mình phải hiểu quy trình mình làm, đúng không ạ? Đấy, xong rồi bán cái giá trị gì đó. Vì vậy nên là em đăng ký cho chị nhé. Nếu mà trong trường hợp chị có nhu cầu, nếu được thì chị báo lại em để em đăng ký xong. Chờ đợi, một là có, hai là không. Không thì thôi, lại hẹn nó thì bao giờ có lịch em lại báo chị nhé. Được không ạ? Rồi phải dai đến lần thứ ba. Xong ba lần rồi đến lần thứ tư em nói chị, em mời chị lần này là lần thứ tư rồi nhá. Em mời chị bây giờ là lần thứ tư vì em rất là chân thành với chị và em biết là chị thực sự là cần cái giải pháp này, cần cái cơ hội công việc này.
Nhưng mặc dù em rất là kiên trì, nhưng mà lần này đã lần thứ tư rồi, em nghĩ là em thì chị không có nhân duyên, nên là thôi. Bao giờ chị thực sự có nhu cầu chủ động nên là em, chứ em sẽ không nói lại chuyện này nữa. Chứ phải giữ giữ thế, tỏ tình thì ít nhất phải 3 lần đi, đúng không ạ? Tỏ tình nhiều quá người ta coi thử mình đó. Mọi người viết nhé cái chu trình tối hậu thư này cho em nhé. Mọi người hình dung được không? Cả nhà anh dung được không? Lần này rất là chi tiết nha. Mọi người phải đẩy cái phần này vào trong thực tế, hoặc là mọi người để tâm vào trong thực tế thì mọi người sẽ thấy nó rất là dễ, thực sự rất là dễ. Bởi vì em đưa nhiều tình huống thì mọi người thấy khó đâu. Vì sao? Bởi vì em bắt buộc phải đưa từ nhiều tình huống cho mọi người dễ hình dung ấy. Chứ còn thực tế làm cứ theo công thức mà làm mẫu thôi, không có gì đâu. Đấy, toàn chữ là chữ đây. Rồi ok nhá, sau 2 buổi, được không ạ? Sau 2 3 buổi rồi đấy thì chúng ta bắt đầu xử lý từ chối thôi. Thì sau cái buổi thứ hai ấy, khách vào ấy, được không ạ? Thì là sẽ nói ok chị, đấy thì buổi ngày hôm nay chị cảm thấy thế nào? Đấy, để cho khách trả lời là y như kịch bản của cái buổi đầu. Đấy. Nhưng mà sau cái buổi buổi thứ hai ấy, thì nhớ nhé, khi chúng ta đưa cái ID của buổi thứ hai cho khách thì chúng ta có nói một câu cuối nữa để định hướng tư duy. Chị ơi, sau buổi này thì em sẽ ngồi với chị 30 phút để hỗ trợ chị trả lời tất cả những thắc mắc của chị. Ok không ạ? Nó có một cái tip rất là nhỏ ở đây là mình có cái sự chuẩn bị trước về cái buổi xử lý từ chối cho khách. Đúng không ạ? Có nghĩa là sau khi chúng ta đổi phòng Zoom thì chúng ta có nói, chị ơi, sau cái buổi ngày hôm nay thì chị ngồi lại với em để em sẽ hỗ trợ, ngồi lại 30 phút với em để em hỗ trợ chị. Thì trong cái buổi hôm đấy thì có thể là bạn sẽ bán người apply của bạn. Nếu mà bản thân bạn chưa có kỹ năng xử lý từ chối thì bắt buộc nhá, em nói này, tuyệt đối không xử lý từ chối trên tin nhắn, tuyệt đối không xử lý từ chối trên tin nhắn. Bởi vì sao? Anh chị không thể thỏa mãn được tất cả những thắc mắc của khách thì thành ra là hai bên tranh cãi nhau. Qua tin nhắn không xử lý được vấn đề, đúng không ạ? Thứ hai, không trả lời thắc mắc một cách nhỏ giọt, đúng không ạ? Người ta có hai cái xong lại đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, cò cưa như vậy không giải quyết được cái toàn bộ thắc mắc của khách, khách không chuyển hóa được, đúng không ạ? Nên mục đích của chúng ta là lại một lần nữa, cô là bối cảnh, đúng không ạ? Chúng ta đã hỗ trợ khách ở cái phần đầu, cô là bối cảnh để nhận được thông tin, và phần cuối chúng ta cô là bối cảnh để giúp khách hàng thấu suốt. Nhà hình dung không ạ? Chúng ta chỉ làm việc với não bộ khách, không làm việc với tính cách cảm xúc của khách, chúng ta làm việc với não bộ khách. Các anh chị nhá, em nhắc lại nhá, chúng ta lần nữa cô lập bối cảnh để xử lý chốt sale, đúng không ạ? Để giúp cho khách hàng, tại vì sao? Chúng ta sẽ giúp cho một khách hàng tự nguyện đồng ý nếu tất cả những thắc mắc của họ được giải đáp. Ok không ạ? Họ hiểu rằng đây là cái họ cần, đây là cái họ xứng đáng để họ cần. Và tất cả là trong một buổi xử lý từ chối, đúng không? Nếu mà khách xác nhận rồi thì các anh chị xác nhận lại với đầu nhánh, chuẩn bị cho một buổi làm việc 3 người theo chiều sâu, đúng không ạ? Đấy nhá, chị ơi, đây nhá, có tin nhắn này, chị ơi, 9 giờ ngày mai ngồi với em một buổi để em giúp chị, nhờ chị trưởng nhóm nhiều kinh nghiệm hỗ trợ trả lời toàn bộ các thắc mắc của chị, nếu được báo lại em nhé, hoặc gọi điện, được không ạ? Hoặc là chúng ta nhắn tin, tại vì chúng ta đã nói với khách rồi mà, về cái việc là chúng ta đây này, khi cảm thấy khách đã bắt đầu vào 2 3 buổi rồi và đã vào kho kết quả rồi đấy, và vẫn giữ liên lạc với chúng ta nhá, đúng không ạ? Thì chúng ta tiến hành xử lý từ chối thôi. Cái quy trình bám sát của chúng ta đã thành công rồi, được không ạ? Và khách nhận lời và xử lý từ chối là các anh chị biết rằng là trời ơi, bám sát thành công và quy trình thành công. Nên các anh chị người mới lưu ý cho em, nếu mà tất cả những thành viên của chúng ta đã đẩy được khách vào Zoom rồi mà các anh chị không đẩy được bất kỳ khách nào vào quy trình xử lý từ chối thì đang bị lỗi vào quy trình bám sát, được không ạ? Đang bị lỗi ở quy trình bám sát, được không ạ? Rồi, nếu khách còn nếu trong trường hợp đẩy vào 10 khách vào xử lý từ chối mà lại không xử lý được khách nào ra quyết định thì suy ra đang bị lỗi ở quy trình xử lý từ chối. Rất là rõ, đúng không ạ? Các anh chị mời 10 khách mà không có khách nào vào Zoom, suy ra bị lỗi quy trình mời khách. Các anh chị mời 10 khách vào Zoom nhưng không khách nào bám sát để đi được đến cái quy trình xử lý từ chối thì suy ra các anh chị bị lỗi về quy trình bám sát. Và các anh chị mời 10 khách. À, không sao con đấy, đúng không ạ? Tuyệt nhá, nhớ là những cái lưu ý đặc biệt sau này, tuyệt đối không tranh luận giải thích dài dòng qua tin nhắn, đúng không ạ? Tuyệt đối không giải thích vụn vặt qua tin nhắn, giải thích từng tin lóc cóc là không nhá, tuyệt đối không nói quá nhiều, giải thích quá nhiều khi khách không nghe,
và tuyệt đối không nói quá nhiều, giải thích quá nhiều. Chúng ta chỉ có duy nhất một phản ứng, đó là gì? Tĩnh hoàn toàn, để cho tất cả những cái thắc mắc của khách lắng xuống. Đôi khi chúng ta định ngữ, chị ơi thắc mắc này của chị cứ ghi lại, em sẽ có một buổi ngồi lại với chị. Đó, chị ơi cái buổi sau ấy, buổi thứ hai ấy, chị nghe kỹ, nó sẽ có cái phần trả lời của chị ở trong đó, chị nghe kỹ giúp em. Tuyệt đối là không có khới lên, bởi vì sao? Khi chúng ta bắt đầu đưa thông tin là khi là những cái thông tin khác ở trong não bộ khác nó lại bật ra, và nhiều lắm các anh chị khách sẽ chạy theo cái tưởng của khách, đúng không ạ? Mục đích của chúng ta không phải làm cho khách kiểu như là hiểu để trong não bộ của họ dối, mà mục đích của chúng ta là để cho họ chuyển hóa. Chính vì vậy nên là bản thân chúng ta là chúng ta không có nói gì nhiều trong cái chương trình này hết. Em không biết là mọi người như nào, chứ em thì em không bao giờ nói quá nhiều trong cái chương trình bám sát này. Em chỉ âm thầm bên cạnh khách và tạo nhân duyên tiếp theo. Và cái đích cuối cùng của em là gì? Có cuộc hẹn tiếp theo, có vào buổi Zoom tiếp theo, có cuộc gặp gỡ tiếp theo. Và em luôn luôn nói là chị ơi buổi sau nó sẽ có câu trả lời, chị ơi ghi lại toàn bộ cái buổi xử lý từ chối em sẽ hỗ trợ. Nghĩa là gì? Mình đẩy toàn bộ cái dòng thông tin, cái dòng tư tưởng của khách vào cái buổi xử lý từ chối đó, và họ sẽ phải chấp nhận cái buổi đó, đúng không ạ? Nhá. Rồi đây, đây là xúc OTP cho thông tin hội thảo. Rồi ok nhá anh chị nhá. Thì đây là trước khi vào show BB, thì cái phần này là phần của apply. Để các anh chị lưu ý, chỉ có các anh chị người mới thì các anh chị lưu ý là các anh chị ngồi kế bên khách, đúng không ạ? Không nói chuyện. Khi khách nói chuyện mình bảo phần này rất quan trọng, cần tập trung. Bởi vì em đã nói rồi, từ khóa của chúng ta là cô lập với cảnh. Và đặc biệt đây, các anh chị nhớ là em đào tạo luôn các anh chị, không lẽ các anh chị lại không biết phối hợp các anh chị đầu nhánh. Tại vì như em nói là trong cái quy trình offline ấy, thì là chúng ta cũng sẽ phải cô lập bối cảnh cho khách và định tâm cho khách, được không ạ? Thì đầu tiên là các anh chị gửi form HD cho offline trực tiếp của mình, nói rõ nhờ after meeting hoặc giúp định tâm khách mới trước khi vào Zoom, đúng không ạ? Khi khách hàng phải biết là họ đến đó để được gì. Khách hàng chỉ định tâm được khi họ biết họ đến đó được gì, và đó là lý do khách tập trung luôn đến sớm và chủ động kết nối khách với offline của bạn. Sở dĩ khách vào OBB offline mà khách cảm thấy là khách vào OBB offline mà khách cảm thấy mơ hồ là bởi vì là năng lượng quá nhiều, những cái buổi hội thảo nhốn nháo người và khách không biết họ đến đây để làm gì. Trong đó có một số downline của chúng ta, họ mời khách đến để chơi ấy, đến mà không rõ nhu cầu. Thành ra khách vào và quan sát và khách soi thì họ sẽ cảm thấy mông lung lắm, họ thực sự họ cảm thấy rất là mông lung. Nên là nếu mà trong trường hợp chúng ta không có một người để giúp họ định tâm bằng cách là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về cái năng lượng của họ, thì chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy là đến nhưng mà cứ khơi khơi ấy. Anh chị hình dung mà họ không tập trung đấy. Nên là tất cả hôm trước em cũng đào tạo tất cả các anh chị đầu trưởng nhóm là các anh chị cần phải đến sớm hơn, các anh chị phải đứng ở một cái vị trí mà gần cái nơi phát vé, đúng không ạ? Và khi mà khách của các anh chị đến, các anh chị gọi điện cho các anh chị, thì việc đầu tiên là các anh chị cần phải gọi cái người khách đó ra giới thiệu với người trưởng nhóm của mình. Giới thiệu thì rất là đơn giản thôi, họ đến vì nhu cầu gì thì giới thiệu nhu cầu đó và cho trưởng nhóm của mình một chức danh, đúng không ạ? Giống như là chúng ta sẽ nói một cách đơn giản như sau: đây là chị Hương Bùi, chị Hương Bùi đang phụ trách phát triển dòng sản phẩm enzyme ra toàn thị trường Sài Gòn đấy, và chị ấy rất là giỏi và chị ấy đang có nhu cầu tuyển dụng đấy. Thì em giới thiệu với chị, đây là chị A, bạn em đấy, chị A đang có nhu cầu tìm hiểu công việc, chị hỗ trợ em để giúp cho chị A hiểu xong, đúng không ạ? Thì lúc đấy chị Hương Bùi sẽ biết làm như thế nào. Thì thông thường là offline cũng sẽ nói với lại khách của các bạn là định tâm trở lại và nói là thế ngày hôm nay chị đến đây với nhu cầu công việc đúng không? Tại vì sao chúng ta cứ hỏi đi hỏi lại, bởi vì xác định tâm thái là họ nhớ về nhu cầu của họ, đúng không ạ? Rồi ok, ngày hôm nay là một buổi rất là đặc biệt, chị muốn tìm hiểu về công việc thì chị phải hiểu về sản phẩm. Lên cái phần ngày hôm nay thì chị sẽ biết được thứ nhất là sản phẩm này là gì, công dụng như thế nào, được không, và thành phần như thế nào, mọi thứ như thế nào. Thì lúc đấy offline của các bạn sẽ biết là sẽ làm như thế nào để làm sao để định tâm cho khách và cho khách vào cái vị trí là gì. Và điều đặc biệt là chúng ta phải bán cái giá trị cuối chương trình ấy, và phần cuối là phần hay nhất đấy. Nên là chị cố gắng, chị lắng nghe, thì sau cái buổi Zoom em sẽ gặp lại chị, thì cái người trưởng nhóm ấy phải nói cái câu là và sau buổi Zoom em sẽ gặp lại chị, để sao để người ta định vị thêm là sau buổi Zoom họ người ta phải gặp lại một mình sau after meeting, được không ạ?
Thì đấy là sự phối hợp. Sau đó thì các anh chị ra dẫn cái người khách của mình đến cái vị trí đẹp, cái vị trí mà ngồi trên á, các anh chị ngồi kế bên khách của mình và có thể trò chuyện nho nhỏ. Và điều đặc biệt đấy thì là các anh chị phải nhớ là trong buổi Zoom ấy, chúng ta giúp cho khách thoải mái nhưng chúng ta không có trò chuyện với khách nhiều. Tại vì lúc mà khách chuẩn bị ra về đấy là khách sẽ hỏi các anh chị rất là nhiều để thỏa mãn thông tin, thì các anh chị không được trả lời, vì nếu mà trả lời thì là khách thỏa mãn là khách sẽ đứng dậy khách đi về. Và cũng có những trường hợp khách vào khoảng tầm 15-20 phút thì khách đứng dậy đi về rồi thì các anh chị phải giữ khách. Các anh chị bảo là chị ơi đằng nào chị cũng đến đây chị nghe như vậy chưa hiểu gì đâu. Đấy nên chị cố gắng ở lại để đỡ mất công. Em khẳng định luôn là phần sau chính là phần mà chị cần. Đúng không? Chúng ta giữ khách. Còn nếu trong trường hợp chúng ta giữ mà không được thì phải cho khách về thôi, thì coi là khách này mất. Bởi vì người ta vào 15-20 phút là chắc chắn là không nghe được gì trơn. Đúng không ạ? Và biết là vai thổi enzyme lên đại tra mất khách. Đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Tiếp. Luôn ngồi kế bên khách, không nói chuyện. Khi khách nói chuyện thì bảo phần này rất quan trọng, cần tập trung. Khi khách hỏi gì đó, luôn bảo phần sau sẽ có câu trả lời, không trả lời, không xen ngang khi khách đang nghe thông tin. Đúng không ạ? Nếu khách muốn về thì mọi cách giữ khách ở lại, nếu không thể thì mời buổi sau. Nếu khách khó chịu về hoặc lấy cớ về thì lại mất khách rất là cao. Đúng không ạ? Thì các anh chị nhớ nhé, đây là toàn bộ những cái mà kinh nghiệm xương máu của em luôn. Đấy thì em hỗ trợ các anh chị rất là chi tiết, mặc dù các anh chị sẽ cảm thấy nó hơi chi tiết, nhưng nếu các anh chị nắm toàn bộ phần này là các anh chị đã có một cuốn từ điển rất khoa về phản ứng của khách, đến lúc đấy biết cách xử lý ngay lập tức và phối hợp với upline của mình. Nhà nhá. Được không ạ? Rồi. Đây, luôn hỏi khách này sau OBB này. Thì sau khi mà after meeting rồi đúng không ạ? Thì cái người trưởng nhóm đấy lại bắt đầu là sẽ đến đưa cho bạn. Đấy, và sẽ để ý khách của bạn. Đấy, thì cái người trưởng nhóm đấy sẽ luôn bắt đầu bằng câu hỏi là cảm thấy thế nào. Đấy. Hoặc là chúng ta after meeting ra vòng tròn. Đấy thì sẽ yêu cầu khách giới thiệu về bản thân và hỏi khách cảm thấy thế nào. Đúng không ạ? Và nhớ là sau cái quá trình mà after meeting á thì chúng ta sẽ gọi khách lên để khách nói về cái hiểu khách cảm thấy thế nào và nói là khách hiểu về enzyme thế nào. Thì khách sẽ nói ra cái hiểu của họ thì chúng ta biết là họ hiểu như nào. Ví dụ sáng nay Ngọc có OBB offline thì khách của gì? Khách của Thủy là cái bà cụ ấy, bột 70 tuổi, bà có nói một câu là gì? Tất cả vấn đề là do enzyme. Tất cả vấn đề mắc bệnh là do thiếu hụt enzyme. Đúng không? Đúng quá gì, nói một câu thôi là biết là hiểu cả quá trình luôn. Hình dung không ạ? Nên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta làm offline, thường các anh chị không cần để ý điều này, tự nhiên cũng hiểu vì offline năng lượng, nhưng mà nhiều khi họ không tập trung ấy thì chính cái người trưởng nhóm sẽ phải bổ trợ thông tin cho khách. Vì chúng ta hoàn toàn có thể chốt được tại phòng Zoom ngay lập tức nếu phần thông tin và phần năng lượng đủ. Phần thông tin đủ, phần năng lượng đủ là chốt được khách. Nhưng nếu phần thông tin đủ không đủ thì chúng ta bổ trợ phần thông tin thì vẫn chốt được khách. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có kỹ năng, phần thông tin hụt, phần năng lượng thì phần năng lượng nó chỉ có hiệu quả ở trong phòng Zoom thôi và chốt bằng cảm xúc thôi. Nếu các anh chị không mang cơ chế và áp sát khách để chốt thì về là khách nguội ngay lập tức, thì phần thông tin không đủ là sẽ mất khách. Được không ạ? Thì chúng ta sau khi mà khách về thì các anh chị nhớ nhá, phần năng lượng đã ok rồi, phần thông tin thiếu thì đẩy vào một buổi Zoom nữa để gặp mình, để mình xử lý thêm về những cái thắc mắc, những cái trăn trở, những cái mà họ cần phải giải quyết. Đúng không ạ? Và chúng ta yêu cầu là họ ra quyết định. Em nói luôn nhé, bản chất xử lý từ chối là yêu cầu khách ra quyết định, không cho suy nghĩ dài 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 dở. Đúng không ạ? 2-3 ngày, chỉ cần 2-3 ngày để suy nghĩ. Bởi vì sao? Đây là doanh nghiệp vị trí, chỉ cần phải báo với em để em còn sắp những người ở bên dưới. Đúng không ạ? Rất là rõ ràng các anh chị. Đấy, thế nên nó mới là quy trình các anh chị ơi. Đúng không ạ? Luôn tiêm phòng khách trước khi khách về, điều đặc biệt làm offline là các anh chị phải tiêm phòng khách trước khi ra về, bởi vì các anh chị nên nhớ rằng kiểu gì 100% khách cũng sẽ lên mạng. Đúng không ạ? Nên chúng ta cần tiêm phòng, thứ nhất là các mức giá khác nhau, thứ hai là không bán hàng hiệu thuốc, sản phẩm đa cấp, sự phản đối của người thân. Đúng không ạ? Đây là một số các cái nội dung mà chúng ta cần phải tiêm phòng. Tiêm phòng thì có hai loại tiêm phòng, là tiêm phòng nông và tiêm phòng sâu. Tiêm phòng sâu thì có nghĩa là đến cái lúc mà chúng ta bắt đầu đưa ra những câu hỏi chúng ta trả lời trong chiều sâu, còn nếu mà khách chuẩn bị ra về, nhất là sau khi OBD xong rồi là nhiều khách họ muốn về ngay, thì chúng ta không có nói được sâu, thì chúng ta chỉ cần nói một cách đơn giản là chị ơi, ngày hôm nay là một dòng sản phẩm rất là mới và nó đi theo cái hình thức là gì, là mạng lưới người tiêu dùng thông minh, nên đây là những cái thông tin mà cô đọng nhất, nên nếu mà trong trường hợp mà chị tìm hiểu thông tin bên ngoài thì nó sẽ có về rất nhiều mức giá khác nhau và rất nhiều thông tin đúng nghĩa, nhưng mà ngày hôm nay là em muốn nói với chị rằng là trong cái xã hội hàng vạn các thông tin như vậy thì chính chúng ta phải là người tiêu dùng thông thái, đúng không ạ? Chính chúng ta phải có cái bản lĩnh. Vì vậy nên có bất kỳ cái gì mắc chị ấy
được không ạ? Thì đó là tiêm phòng nông. Tiêm phòng nông là chỉ có gợi cho một cái suy nghĩ chứ không có cái gì cả. Nếu có thể thì chốt luôn, nếu không đủ thêm một buổi Zoom hoặc là một buổi gặp offline là kết thúc, được không anh chị? Theo đúng lịch về tới nhà là chủ động quá trình làm việc với khách. Các anh chị nhớ nhé, sau OBB offline là theo đúng lịch là về là các anh chị phải chủ động với khách, bởi vì offline của các anh chị ấy là không biết khách, bởi vì chúng tôi không thể tự tự động mà liên lạc với khách được, mà phải thông qua cả nhà. Nên là đây là một quá trình mà chúng ta cần phối hợp với nhau, được không ạ? Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không có cái gì cả, chỉ là chúng ta ném gọn quá trình xử lý khách để một là khách ra quyết định, hai là khách không. Dù khách có trả lời không thì chúng ta cũng rất là hoan hỉ, bởi vì thời gian chúng ta sử dụng lý nó ngắn, thì trong 30 ngày chúng ta sẽ xử lý được nhiều khách, thì sao xác suất vẫn có khách đồng ý, khách không đồng ý. Không có một người tài giỏi nào để đảm bảo 100% khách đồng ý. Đây là công việc của xác suất thống kê. Kể cả anh Kiên. Đây đây anh Kiên ông trước anh Kiên chả đào tạo thế. Cái thời gian mà chưa thành công ấy, thì chúng nó không theo. Vì chúng nó bảo là chả có tương lai gì cả. Thế bây giờ thành công rồi, thu nhập rồi các thứ ngon lành cành đào rồi, để nó thì nó bảo là bao nhiêu cái ngon mày ăn hết rồi, đến gì đến lượt tao. Mày vào bao nhiêu năm rồi, bây giờ làm gì đến lượt tao. Thế nên chưa đến big offline còn bị từ chối, thì chúng ta bị từ chối là bình thường thôi. Cái gì đâu anh chị ơi, không có gì cả. Đây là ngành kinh doanh sự từ chối. Việc của chúng ta là chúng ta đưa dự án đến đủ người và chúng ta phản ứng một cách chuyên nghiệp để chúng ta đảm bảo 50% những anh chị nhá. Việc em đào tạo hệ thống rất chắc như này để em đảm bảo 50% anh chị làm đúng. Còn đâu 50% cái việc là khách không đúng, không có nhu cầu. Tại vì ai cũng làm enzyme thì ai sẽ nấu cơm bụi cho chúng ta ăn khi mà chúng ta ra ngoài đường. Họ thích làm nấu cơm bụi. Đó. Ai mà cũng làm enzyme thì sáng ai sẽ nấu xôi cho chúng ta ăn buổi sáng. Họ thích bán xôi. Đúng không? Rất là nhiều các công việc, nên là chúng ta hoan hỉ với tất cả sự lựa chọn, vì sinh ra trên đời mỗi một con người đều đã có định hướng khác nhau về công việc, nên là chúng ta hoan hỉ, không kỳ vọng, không bỏ sót, luôn luôn tích cực lạc quan. Làm đúng chu trình các anh chị sẽ giảm tải được cảm xúc, bởi vì các anh chị thấu hiểu khách hàng và thấu hiểu chính mình, đúng không ạ? Thì khi chúng ta thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu chính mình, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nữa, đó là khi chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp và hiệu quả, đúng không anh chị nhá? Và đảm bảo là luôn bán sát offline của bạn để đảm bảo các thông tin trong giai đoạn này là tốt nhất. Đặc biệt các offline phải hiểu quy trình này, phải nắm được quy trình này. Bởi vì sao? Sau khi mà bạn gặp khách hàng thì một loạt các downline sẽ đứng ở trước mặt bạn, và với mỗi một khách sau khi về chỉ định cho downline của bạn. Với khách A này em để vào Zoom nhé. Với khách A này, với khách B này thiết lập cho chị buổi hẹn. Với khách C này là như nào? Thì nếu mà cái người downline đấy nắm được cái cách làm buổi ngày hôm nay và người upline đấy cũng nắm được cách thức, thì chúng ta sẽ có sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Đó ạ. Đó, đơn giản thế thôi. Cái gì đâu. Rồi. Lưu ý khi STP sản phẩm 21 qua Zoom. STP qua Zoom thì em đã nói rồi, em không cần phải nói gì nhiều nữa, đúng không? Hãy nhớ là tuyển thì lỗ, dạy thì hòa, giữ lãi. Nên nếu là một chủ doanh nghiệp, bạn cần phải biết cách làm việc thật là chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Ngoài ra thì có STP 21 cho LinkedIn trực tiếp qua quán cà phê này. Nhiều trường hợp lắm các anh chị. Đề cao tuyến trên thì em đã đào tạo rồi. Ok nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta đã học về bám sát. Mục tiêu của bám sát đó là chúng ta sẽ giúp cho khách từ cái khâu sau VB chúng ta có những phản ứng đúng để giúp khách vào trong cái buổi xử lý từ chối. Đúng không các anh chị? Thì bây giờ em nhắc lại này, em liệt kê lại là rất là đơn giản, không có gì khó cả. Chúng ta không làm rối não của khách bằng việc nói quá nhiều, trả lời một cách bản năng, đúng không ạ? Và không chuyên nghiệp, hoặc là mời khách vào có kết quả mà không nói gì, tống họ vào áp buộc một phát, được không anh chị? Không làm như vậy. Việc của chúng ta là sau buổi Zoom hỏi khách cảm thấy thế nào. Khách mà cảm thấy bình thường, cảm thấy tốt, cảm thấy ưng ý các thứ thì chúng ta nói là ok nha, thêm một hai buổi nữa, và em có muốn vào kho kết quả không, chị mời em vào kho kết quả để em có thể cảm nhận được kết quả nhiều chiều, để thêm tài liệu cho họ, có thể là sách, có thể là các demo. Các anh chị nên nhớ rằng tùy loại khách, có tới 5 loại khách cơ, 5 chú chó cơ. Cái con chó nghiên cứu ấy, chúng ta đẩy nhiều nhiều sách một chút cho nó, để cho nó đảm bảo cái việc rằng là thông tin nó đủ, đúng không ạ? Còn mỗi một người mỗi kiểu, không ai giống ai hết, nhưng mà các anh chị linh hoạt trong cái việc là các anh chị bổ trợ thông tin cho họ. Còn những cái con những cái người về tầm nhìn ấy, thì các anh chị lại phải đẩy cái video về tầm nhìn của sản phẩm á cho họ, để cho họ được bổ trợ thông tin trong cái giai đoạn này. Sau cái buổi đấy thì là chúng ta thiết lập buổi thứ hai, và cái buổi thứ hai đấy thì chúng ta sẽ nói với khách. Trong suốt cái quá trình buổi 1, buổi 2 khách sẽ phát sinh những câu hỏi, thì tất cả các phản ứng của chúng ta luôn là vâng ạ,
À, vậy thì chị cứ ghi lại đi, bởi vì là chúng ta sẽ có một cái buổi làm việc cuối cùng đấy, hoặc là chúng ta sẽ định hướng là cái buổi thứ hai có cái phần trả lời câu hỏi của cái buổi mà chị thắc mắc ấy, nên là chị cố gắng nghe thêm buổi hai tất cả, kể cả phản ứng của cái buổi Zoom một, khách nghe không thích, những người nói chương trình nói là ui giời ơi chả thích gì cả, mình cũng nói vâng ạ. À, đây là một cái buổi mà dành cho những cái đối tượng khác nhau, chị đa dạng đối tượng lắm, nên là buổi sau em sẽ tìm một buổi phù hợp hơn với chị để cho những cái data chuyên sâu hơn. Chúng ta sẽ làm cho họ ngay lập tức quên cái buổi đấy để định hướng sang buổi hai để cứu data, đúng không anh chị? Sau khi mà cái buổi hai xong rồi thì chúng ta định hướng họ vào trong cái buổi xử lý từ chối bằng cách chúng ta nói với họ về việc là chị ơi, như thông báo trước với chị ấy thì là 9 giờ ngày mai đấy, chị ngồi với em với lại cái chị trưởng nhóm của em một buổi để có bao nhiêu thắc mắc thì em sẽ hỗ trợ chị để chị trả lời hết, đúng không ạ? Đấy thì sau rồi chúng ta set up cái buổi đấy, và cái buổi đấy thì cái người trưởng nhóm của bạn sẽ biết gì, sẽ biết làm như thế nào, thì ngày mai em sẽ bổ trợ cái quy trình xử lý từ chối cho cả nhà. Trong trường hợp mà chúng ta không có người trưởng nhóm, chúng ta làm một một thì chúng ta cũng nắm được quy trình, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nắm được quy trình để vào trong cái buổi Zoom đấy chúng ta phối hợp cùng upline chúng ta, đúng không ạ? Rồi còn bây giờ đến cái phần offline, cái phần bám sát offline thì nó sẽ hơi khác một chút, bởi vì offline thì có nghĩa là sẽ có bám sát tại tại cái buổi offline và bám sát sau offline, vì có những cái người chúng ta chốt được ngay, có người không chốt được ngay thì vẫn phải bám sát trong 24 giờ để tiến hành xử lý khách đó. Thì trong vòng cái phần mà chúng ta OBV offline thì điều đầu tiên là phải gì, định tâm khách, và hãy nhớ là cái buổi sáng hôm đấy các anh chị sau khi mời được khách rồi thì các anh chị phải nhớ là cái buổi sáng hoặc buổi tối hôm đấy cần phải nhắn một cái tin cho khách về cái việc là ngày mai các anh chị nhớ đến đúng giờ nhé, đây là số điện thoại của em, cần gì thì gọi điện cho em. Tại vì sao chúng ta cần phải nhắn tin đấy, để tránh cái tình trạng rằng là chúng ta đến chúng ta chờ đợi khắc khoải không thấy khách đến, mời ba khách cả ba khách đều không đến, đều gọi điện ba cuộc là khách không đến, thì chúng ta làm trước cái thông tin đó thì khách không đến được khách sẽ báo chúng tôi, à, Ngọc ơi tớ xin lỗi nhưng mà sáng nay tớ bận không đến được, thì tớ biết là mình biết là khách không đến, và nếu mà khách không đến như vậy thì chúng ta cũng chả chờ đợi gì, chúng ta sẽ chuyển sang cái mục tiêu khác của chúng ta, mục tiêu hỗ trợ đồng đội, hoặc là mục tiêu là nghe, hoặc mục tiêu là chúng ta xem OBB, chúng ta chuyển sang mục tiêu khác đỡ mất thời gian ngóng khách, đúng không ạ? Đấy thì sau cái buổi mà vào OBB thì nhớ cái việc đầu tiên của các nhà phân phối mới là phải dẫn tới gặp upline của các bạn, upline của bạn giúp định tâm cho khách và giúp cho khách hiểu rằng trong khoảng tầm 2 tiếng như vậy họ sẽ nhận được những thông tin gì, và đặc biệt upline sẽ bán cái phần cuối chương trình để đào là để cái người khách của bạn tập trung đến giây phút cuối cùng. Mục tiêu của chúng ta là gì, cô lập bối cảnh, em nhắc lại cô lập bối cảnh, đúng không ạ? Và các anh chị cũng nhớ là mình ngồi ngồi kế bên, không trả lời câu hỏi, không có lăn tăn không có gì hết, giúp cho khách cực kỳ thoải mái để khách có thể đón nhận thông tin một cách 100%. Bởi vì sao, những cái buổi OBB đấy là những cái buổi là đã được nấu ăn rồi, đã có những cái người như Ngọc, như chị Hương Bùi và như các anh chị đầu nhánh làm rất nhiều năm và lên kịch bản rồi, nên là chúng tôi rất là thấu hiểu khách của các bạn, bởi vì bằng chứng là sao, chỉ làm cái hệ thống với các chuỗi sự kiện này, hệ thống của chúng ta không ngừng lớn mạnh thì suy ra nó phải đúng chứ còn gì nữa, nó có kết quả hàng nhiều năm rồi thì chúng ta cứ tuân theo hệ thống thôi, không có sáng tạo lại bánh xe đạp, bởi vì nếu các anh chị sáng tạo lại bánh xe đạp các anh chị lại rong ruổi trên con đường mà săn bắn khách đi đến nhiều nơi và không đẩy vào OBB là các anh chị đang đi là sáng tạo bánh xe đạp, rất là mệt mỏi và tốn tiền, đúng không ạ? Nên là chúng ta làm đừng như sao chép thôi. Rồi sau khi mà các anh chị xác định là khách đấy như xong xong đấy thì là cái người upline ngoài cái việc là bán cái cuối chương trình để khách định tâm thì cũng giúp cho khách của bạn hiểu rằng sẽ có một cuộc gặp cuối nữa, và phần cuối thì em sẽ gặp lại chị, đúng không? Thì sau cái buổi cuối là theo phản xạ là khách sẽ đi về cái hướng của cái người 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 trưởng nhóm ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi một là after meeting chung, after meeting chung thì gọi một vài khách, nhớ lúc này phải cho khách nói, tuyệt đối là các anh chị đầu nhánh hoặc là các anh chị trưởng nhóm là nói nhiều trong cái giai đoạn, chúng ta lắng trước để sau để nghe cảm nhận thế nào đã, để xem cái phần thông tin khách đón nhận có thiếu hụt cái gì không, sau đó thì chúng ta bổ trợ phần thông tin cho khách, và sau đó chúng ta bám sát vào nhu cầu của khách thì chúng ta sẽ tách ra, lúc mà đã đủ thông tin cho khách rồi đến cái phần mà xác định nhu cầu, bởi vì nhu cầu về sản phẩm và nhu cầu công việc hoàn toàn khác nhau, không ngồi chung được, và khách ấy thì lúc đấy để chốt sale được khách thì các anh chị phải tách ra từng nhóm nhỏ, thì lúc đấy giải tán để làm sao để một nhóm là khoảng tầm 2-3 người quay tròn với nhau để làm sao bám sát vào nhu cầu của khách, đúng không ạ? Lúc này chúng ta sẽ nghe được nhu cầu khách về cái việc là ừ thì em bây giờ em đang làm công việc gì, đúng không ạ? Để chúng ta bắt đầu tìm hiểu trở lại nhu cầu của khách và cái khao khát thực sự của khách là gì, thì chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức mà chúng ta có để hỗ trợ khách ra quyết định ngay, vì lúc này chúng ta sẽ nói được cái cách làm việc và cơ chế chuyên sâu và nói được là tại sao khách phải quyết định ngay, đúng không ạ? Nếu khách quyết định được ngay thì chúng ta sẽ chốt được ngay lập tức tại
chính cái buổi đó. Còn nếu không quyết định được thì chúng ta tiêm phòng cho khách và cho khách về. Thì xong cái việc mà khách về thì các anh chị trưởng nhóm phải ngồi nói chuyện với cái nhà phân phối mới của mình về cái việc rằng là với cái khách này thì bước tiếp theo chúng ta nên làm là gì, để cái người downline sẽ phối hợp cùng chúng ta trong vòng 48 tiếng xử lý dạo, được không ạ? Bằng cách một vào Zoom, vào một buổi Zoom, bởi vì sau khi mà đã cho thông tin đầy đủ thì nó sẽ lắng xuống, mọi thứ nó sẽ lắng xuống, thì khách lúc đấy cái phản biện của khách sẽ bật ra, những cái năng lượng đỉnh cao của cái buổi Zoom đã kết thúc thì cái phần thông tin nó sẽ lộ ra là thiếu, đúng không ạ? Thì lúc đấy cái người upline đấy cần một buổi nói chuyện trực tiếp để làm sao. Mới lại sao chúng ta cần phải chốt khách để 1 2 ngày khách phải ra quyết định, bởi vì khách không ra quyết định thì chúng ta cũng từ chối để chúng ta chuyển sang khách khác, chuyển sang người khác, chuyển sang phần khác, đúng không ạ? Cuộc đời chúng ta không thể chờ đợi mãi một khách, bởi vì thời gian tỷ lệ nghịch với tỷ lệ chốt sale. Chờ đợi một khách 2 3 tuần không chốt sale bất cả tuổi thanh xuân, đúng không ạ? Không việc gì mà chờ đợi hết, nên chúng ta làm theo đúng quy trình, đúng không các anh chị? Rồi đấy là cái phần offline đó. Còn cái phần online ấy, thì sẽ vào xử lý từ chối, thì các anh chị người mới rất là yên tâm, bởi vì là lúc này cái người xuất hiện sẽ là cái người trưởng nhóm. Tại vì sao? Đối với kỹ năng xử lý từ chối, Ngọc lại yêu cầu trưởng nhóm phải làm, vì em nói thôi, cả một cái hành trình leo cây sắp đến ngày hái quả rồi, các anh chị nói vài ba câu rồi không đủ sức thuyết phục khách là mất khách, thì cả hệ thống là thành ra là phí, được không ạ? Nên là cần có những người thực sự cứng tay để thứ nhất moi được hết toàn bộ những cái thắc mắc của khách ra, moi sạch xong rồi trả lời sạch, đúng không ạ? Xong rồi đến cái lúc tiệm cận để chốt sale thì cái năng lượng đủ mạnh để làm sao để hỗ trợ họ ra quyết định đấy. Thì đó là toàn bộ các cái buổi. Còn đâu đương nhiên sẽ có một số hệ thống cách làm hơi khác một chút, có nghĩa là mọi người em thấy rất là hay bám sát trực tiếp sau Zoom luôn, mở ra 3 người xử lý từ chối luôn, thì cái đấy cũng rất là ok. Nhưng tại sao em lại nói là cái buổi hôm sau? Lý do là bởi vì hệ thống của chúng ta có nhiều phụ nữ. Phụ nữ thì em nói thật luôn là nhiều khi Zoom nó 10 rưỡi 11 giờ xử lý từ chỗ, ai cũng mệt, khách cũng mệt, mình cũng mệt, đúng không ạ? Mà nhiều khi không moi được hết đấy. Thì tùy nhá, không có cái gì đúng cái gì sai cả. Nếu các anh chị có thể làm trực tiếp thì quá là tuyệt vời. Kể cả như các anh chị vào phòng Zoom với khách mà các anh chị có thể ngồi ngắm khách của các anh chị với sự đắm đuối cũng rất tuyệt vời. Em nói thật luôn, em rất là biết ơn những cái sự mà nghiêm túc và cái nhiệt huyết của các anh chị trong cái việc làm công việc đấy. Tuy nhiên là chúng ta nên cân nhắc để mà chúng ta đảm bảo sự cân bằng. Ví dụ trong trường hợp là 5 ngày chúng ta vào Zoom hết mà chồng lườm chết chết chết, thì các anh chị nhớ nói là đây cái khóa NDO này nó chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày thôi, anh thôi anh cố gắng cho em một cái khoảng thời gian để mà em học tập, em phát triển. Nhưng các anh chị nên nhớ rằng tại sao em nói với anh chị học lọc cho chắc, vì em đào tạo cực kỳ chi tiết, chi tiết kinh khủng luôn. Em thật, em là đứa chi tiết để giúp cho các anh chị đỡ vất vả. Nên là việc của các anh chị nhé, học một lần này không có vỡ đâu. Các anh chị học như kiểu để thi, học để kiếm tiền, nên các anh chị phải lấy lại cái bản ghi âm và ghi chi tiết những cái câu mà em nói, đúng không? Bởi vì thực ra hệ thống chúng ta rất là đông, em không thể cầm tay chỉ việc từng người một, từng người một không thể làm được, mặc dù là sao em rất cố gắng đấy. Thì khi mà chúng ta đã có sẵn rồi thì có nghĩa là chúng ta cứ áp dụng cách thức đấy thôi, còn trong quá trình chúng ta mắc ở đâu thì lại ngồi với cái người upline của chúng ta đến đấy, thì các anh chị không phải học đi học lại, học đi học lại, học đi học lại. Và khi đấy thì chúng ta mới có thể, thứ nhất là chúng ta có kiến thức trong đầu, chúng ta đào tạo online của chúng ta, cái thứ hai nữa là bản thân chúng ta sẽ không bị trong cái cuồng chạy. Nên là tại vì sao lại tách ra NDO, bởi vì em nói luôn là nếu các anh chị học NDO của MRC thì các anh chị sẽ không làm được việc, bởi vì có rất là nhiều cái nhỏ 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 này MRC không đào tạo. Bởi vì em ở trong MRC em biết mà, MRC đào tạo là nó là có rất là nhiều đầu nhánh khác nhau và chiến lược của từng hệ thống nó sẽ khác nhau. Và tất cả các leader đều đồng thuận với nhau là chỉ nói về phần nguyên lý, về phần nguyên tắc, phần cơ bản thôi, chứ không đi sâu vào chiến lược từng hệ thống. Thì làm sao mà các anh chị có thể học được cách làm việc được mà sâu sát được, đúng không? Có rất nhiều hệ thống đâu có đăng Facebook đâu, có nhiều hệ thống đâu có làm theo hướng thú đâu, chúng nó còn nhìn thấy chúng ta như cái bọn sống ảo ấy cái bọn suốt ngày chụp ảnh xong sống ảo ấy, nó đâu có biết được đâu. Thế nên là mỗi một hệ thống đều có cách làm khác nhau, nhưng các anh chị phải bám chặt vào hệ thống của mình. Và những cái buổi làm học như này là bản thân là tất cả các bạn phải học rất là nghiêm túc, bởi vì đây chính là cái kiếm cơm, kiếm cơm luôn đó. Thế nên 3 buổi để xử lý từ 3 buổi là mời khách này, bám sát này, nhất là mời khách và bám sát các anh chị người mới bằng mọi giá, phải trong đầu phải có. Ví dụ những câu như Phường nói hôm trước, nếu các anh chị không học thuộc lấy đâu ra mà có, lần nào cũng hỏi những câu giống nhau, lý do là sao? Mình chưa thuộc bài nên mới hỏi những câu giống nhau như vậy, đúng không?
Còn Phương lên nào Phương chẳng nói vài câu đấy. Đấy nên là mọi người không cần phải học nhiều đâu các anh chị ơi, nếu học thông minh không cần học nhiều đâu, có vài câu. Vài câu. Xong rồi bám sát quy trình, bám sát là xong. Nhớ không nói nhiều. Đúng không? Không nói nhiều như em. Từ nãy giờ em nói để ra xả. Mọi người ngán lắm rồi. Thôi, bây giờ là 9 giờ 46 phút rồi. Ngày hôm nay tâm tình với mọi người thế thôi, và rất là biết ơn 2 năm các anh chị hiện diện trong phòng Zoom, rất là biết ơn luôn á. Thật sự rất là biết ơn luôn á. Em tin chắc rằng là với bao nhiêu nhiệt huyết của em bổ trợ cho những thành viên xuất sắc nhất. Đấy thì ngày hôm nay các anh chị sẽ nhận được thật là nhiều những giá trị. Thứ nhất, những anh chị trưởng nhóm thì học thật là sâu để hỗ trợ cho hệ thống, đúng không ạ? Ở đây thì em nói luôn là chả ai giỏi ai dở đâu, em cũng chả có mong muốn là mình trở thành người giỏi hay nổi bật hết. Thì chúng ta hãy nhớ rằng cái đích cuối cùng của chúng ta đó là sự chuyển hóa của hệ thống. Đó là sự chuyển hóa của hệ thống, đó là tất cả chúng ta đã vào đây là nâng đỡ nhau kiếm được tiền. Đúng không ạ? Nên là có nhiều cái mà em rất là mong muốn là các anh chị thấu cho cái lỗi lầm của em. Không ạ? Ngày hôm nay em bảo chả hiểu sao cái buổi bám sát như này quan trọng như vậy, học đông học tây học nam học học cái gì buổi nào cũng có mặt những cái buổi đấy, các anh chị vắng 10 buổi về ngôi nhà doanh nghiệp không có sao hết đấy. Nhưng các anh chị vắng một buổi như này là các anh chị làm là ra ngoài chênh vênh ngay lập tức, được không ạ? Nên là học thì phải biết buổi nào quan trọng được không. Nếu chúng ta không biết, chúng ta không quản trị cái biết của chúng ta thì cái gì chúng ta cũng biết nhưng chả biết cái gì. Giống như chúng ta biết một tổ enzyme, một tổ enzyme như một cuốn bách khoa toàn thư, học nhiều mà phì nhiêu kiến thức, nhưng thực ra đến khi mà ấy, không có kỹ năng lắng nghe mà không biết kỹ năng lựa chọn cho cái đúng kiến thức để nói làm sao, chỉ vừa với tầm khoảng thôi, thành ra phủ khách như nước mưa, như áo mưa, nghe phát ngán. Anh chị hiểu không? Đấy, chúng ta làm nghề chúng ta phải hiểu, mà nhất là cái chúng ta phải biết là có những cái điểm tuyệt. Trong cái phần đầu là không được nói nhiều, chỉ hé thôi, trong phần sau là như thế nào, bám sát như thế nào, đúng không ạ? Rồi ok, bao nhiêu chân tình em trao hết cho cả nhà rồi. Bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy, thì mai là còn buổi cuối cùng, chúng ta cũng chỉ hành nhau một gồm nữa thôi là buổi xử lý từ chối. Thực ra cái buổi này và cái buổi mời khách là 2 buổi cần nhất cho thành viên mới và cần nhất cho các leader. Còn ngày mai thực ra bản chất là cái buổi đào tạo dành cho Diamond, nhưng tại sao em lại mong muốn các anh chị, bởi vì sao? Tất cả các anh chị đều muốn học xử lý từ chối, tất cả các anh chị đều muốn học xử lý từ chối, đều muốn khôn hơn người khác. Nhưng các anh chị quên mất rằng để mà xử lý từ chối nó là một cái khâu, ngay từ khâu đầu tiên các anh chị đã xử lý từ chối rồi, chứ không phải là nó chỉ là khâu cuối cùng thôi. Nó không phải là cái khâu mà các anh chị chốt ngay từ cái khâu mời khách, khâu bám sát các anh chị đã không tốt rồi thì làm sao mà chuyển hóa được khách. Họ còn trả vào phòng Zoom nữa thì họ cũng không nghe lời các anh chị nói, lấy đâu rồi xử lý từ chối, nghe họ có hiểu đâu các anh chị đã bổ trợ gì đâu mà đòi xử lý từ chối. Thế nhưng khổ cái là chỉ nghe thôi, mỗi từ thuật nghĩa xử lý từ chối là sướng, tại vì không nhìn được cả cái quy trình của hệ thống. Người mới không cần phải học xử lý từ chối luôn, em nói thật, người mới và các anh chị mà em rồi chỉ học duy nhất cho em là mời khách, mời khách làm sao sát, mời 100 khách không rớt khách nào mà ngon, đúng không ạ? Xong rồi học bám sát để sao phối hợp áp lại. Còn các anh chị đầu nhánh sẽ bị áp lực về cái phần mời khách, à cái phần xử lý từ chối, bởi vì nếu mà hệ thống của các anh chị mà để cho các anh chị 10 khách mà các anh chị không chốt được khách nào, à vấn đề không phải do hệ thống đâu, vấn đề do các anh chị chưa tốt nghiệp bằng các anh chị đó, đúng không ạ? Đấy nên là rất là rõ ràng quy trách nhiệm. Làm việc với em là em quy trách nhiệm đấy, bản thân em cũng phải học chứ, em cũng phải học mà. Và không ai giỏi ở đây hết, chỉ cần biết là chúng ta biết cái điểm yếu của chúng ta biết thế mạnh của chúng ta thực sự nhìn, chúng ta nâng đỡ chúng ta lên, nâng đỡ đau lòng của chúng ta lên, thì cả hệ thống của chúng ta sẽ đi với tốc độ tên lửa. Bởi vì các anh chị chưa bao giờ được đi với dưới cái năng lượng của hệ thống. Rồi đi bằng năng lượng sướng lắm anh chị, không phải đi bằng theo cái kiểu các anh chị đi năng lượng chúng ta dựa vào nhau. Rồi tại vì cái năng lượng nó hoạt. Lần này các anh chị cảm thấy làm việc có nhẹ nhàng hơn không? Em hỏi thật. Anh chị cảm thấy lần này làm cảm thấy có nhẹ nhàng hơn không? Đó là do năng lượng của hệ thống. Khi mà chúng ta cảm nhận được cái hơi ấm của ngôi nhà, chúng ta cảm thấy tự hào về ngôi nhà của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nha, mọi người đi ra ngoài ai đó hỏi là bạn thuộc hệ thống nào, hãy nhớ nhé, không phải hệ thống Hương Bùi, không phải hệ thống Bích Ngọc, em thuộc hệ thống HBNC. Đúng không? Rồi ok, đổi năng lượng nha, chúng ta có một khẩu hiệu. Bây giờ em nói 1 2 3 người lên lên. Từ nãy giờ xuống quá đó, để em nhường lời trở lại cho em. Rồi 1 2 3 lên Lại là đúng không ạ? cái Lên là gì? Lên là áp, lên năng lượng, lên tiền đấy, gì? đừng có xuống.
đau là chết, lên chỉ có lên không có xuống, lên lên chỉ có lên, lên là gì, lên trước thay khăn đúng không ạ, từ emerald lên blue, không không phải lên blue à, từ emerald lên lên diamond không, từ diamond lên blue có phải từ lên không, lên lúc nào cũng lên, lúc nào đuối quá mệt quá lên, thế là lên. Các anh chị thử nói xem, em thật em công nhận là cái từ hay ghê luôn, lúc nào đuối quá mà lên, thế là lên. Xong là khách từ chối xong rồi, khách từ chối à, cười cái thôi từ chối cái khách lên ngon đúng không ạ. Rồi ok, nhường lời lại cho like của chúng ta, like tuyệt vời của chúng ta, biết ơn các anh Rồi, chị. cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều. Sau cái phần hôm nay thì các anh chị đã nắm rõ quy trình chưa ạ? Có anh chị nào còn thắc mắc điều gì không? Có muốn đặt câu hỏi cho Bích Ngọc không? Các anh chị có thể comment hoặc là giơ tay. Bây giờ quay Cơ trở hội lại bạn Kiều Phạm, hôm trước bạn ngàn Kiều lần Phạm, có một. bạn Kiều Kiều Phạm là hôm Phạm hả? trước có cái phần phần đấy chị vẫn nhớ, chị nhớ dài lắm. Bây giờ sau khi học lý thuyết xong rồi, bây giờ thấy sai chưa, thấy thấy bám sát khách có sai không? Dạ, em tới đây là em thấy em nói nhiều quá, em chia sẻ với khách À nhiều quá. Là sau sau khi mà khách vào cái STB một hôm với lại offline Hương Bùi, sau đó là vào cái Zoom của Warrior, thì sau đó là khách mắc mua hàng rồi, nhưng mà em chia sẻ nhiều quá, thế là khách tới đây là em bí rồi đó, em thấy khách lờ tới đây là em bí hôm qua quay trở lại phần chị ấy thôi, chị cứu data cho đó. Hôm trước chị nói phần cứu data, áp dụng phần cứu data thôi, chân thành thôi, không còn gì khác. Vấn đề ở đây là cái việc em nhiệt tình quá khiến họ cảm giác là đằng sau sự nhiệt tình đấy là một động cơ. Khi họ nghi ngờ về động cơ của em thì mọi sự tốt đẹp của em đều về không, hình dung không? Thì để tránh cái việc là họ nghi ngờ về động cơ thì chúng ta chân thật với động cơ, giảm đúng không? Ok, em nắm được vấn đề thì là tốt rồi. Quan trọng đấy là khi mà chúng ta đào tạo, chúng ta phải soi được mình và cái việc chúng ta thực hành và quy trình mà chúng ta thực hành. Hồng Nga em còn ở đấy không? Em nói là em đang mắc ở trong cái quy trình bám sát khách ấy, thì xong buổi ngày hôm nay em rõ hơn chưa? Hồng Nga ơi, chị Hoan em thấy học rất là tập trung. Chị Hoan buổi ngày hôm nay chị Hoan soi lại cái quy trình mà chị đang làm ấy thì chị thấy là có ok không? Hệ thống của chị thì chỗ Phường Thúy làm tốt mà. Vâng, cảm ơn năm nay. Hôm nay thì em cũng nhận được rất là nhiều giá trị của Upline, và em cũng soi lại của em thì thực ra em cũng có một số vướng mắc ở cái đoạn là bám sát ấy. Thì hôm nay qua cái bài học này thì em cũng sẽ có rút được ra bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân mình ấy, để trau dồi cái kỹ năng này ạ. Vâng, em cảm ơn năm nay. Nhưng mà hôm nay là chị cũng cảm nhận được là cái có nghĩa là mình nhìn được cái lỗ hổng trong quy trình bán sắc của mình rồi đúng không? Vâng ạ. À, ok tốt chị. À, xin mời Lê Phương, buổi ngày hôm nay thì em thấy với tư cách là một người leader thì em thấy buổi ngày hôm nay có quan trọng không? Và em soi lại công quá trình làm việc của em thì em thấy là em làm được 100% chưa? Làm được 100% chưa? Xin mời em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn Upline. À, vâng ạ, qua cái buổi đào tạo này thì đây là những cái kiến thức vô cùng thiết thực, là cái những cái mà để mình thực chiến, mình thực hành luôn cho cái công việc của mình ấy. Và mời khách hay là kết nối ban đầu, từ khi mà mình lập danh sách khách hàng đến khi chia sẻ rồi đến khi trả lời phản đối, sau rồi cuối cùng là đi đến là chốt khách, thì tất cả những cái khâu này đều nằm trong cái công việc của mình, bắt buộc phải trải qua những cái khâu này, không có ai có thể nhảy gọi là nhảy cóc được. Đó là những cái kiến thức rất là quan trọng mà em thấy là bản thân em trước đây cũng thế, và bây giờ thì em cũng thấy là mình cần phải áp dụng, và mình cần phải thứ nhất là mình cũng biết để mình chia sẻ, mình làm việc cho nó hiệu quả, và cái cách thứ hai nữa đó là khi mình biết rồi thì mình hướng dẫn lại, mình sao chép lại cho downline một cách là nó sao chép một cách đúng nhất. Thì đấy là những cái kiến thức rất là quan trọng, nhưng mà rất là cảm ơn sự cho đi của Upline. Có nghĩa là em làm việc thì để mà những thiếu sót thì vẫn còn, có nghĩa là em cũng đúc đúc kết được ra rất là nhiều những cái để mà mình tiếp tục, mà mình phải
mình thay đổi trong cái công việc của mình để nó hiệu quả hơn nữa. Rồi, Dạ vâng chúc ạ. mừng em. Ừ. À, em xin hết ạ. Hôm nay thì chị thấy có Phạm Luyên rất là chăm chú. Thì chị cũng biết là trong thời gian qua Luyên cũng là một người rất là nỗ lực. Thực sự là chị cũng cảm nhận em rất là nỗ lực, nhưng chị cảm thấy kết quả nó không đạt như kỳ vọng ấy. Thì trong cái buổi ngày hôm nay liên quan đến quy trình bám sát thì em có nhìn ra là em đang mắc ở chỗ nào không? Thực ra nếu mà mọi người học đúng đấy thì mọi người nhìn ra ngay, nhìn ra cái cách mình phải đứng ngay đấy. Đó, ok, xin mời em. Em chào các chị ạ. Em thì trong buổi ngày hôm nay thì một buổi em thấy khá là chi tiết. Thì trong quá trình mà em mời khách ấy thì em vẫn bị gặp phải cái lỗi là mình nói nhiều quá. Thành ra là khi mà khách cảm nhận được rằng là đã thỏa mãn thông tin ấy, là khách bắt đầu là khách dần dần rời mình. Đấy là một cái thứ hai nữa là khi khách mà không vào Zoom ấy, thậm chí là khách bảo là thôi em có cái giải pháp thì em chia sẻ luôn, thì khách khách vẫn muốn từ chối vào Zoom. Thì tại là lúc như thế là mình đã chạy theo khách, đấy là do cái của mình là mình đang không làm chủ được cái tâm thái, dẫn đến là mình hay có tình trạng là khách kéo theo cái tâm thái của mình đi, thế thành ra là nó bị những cái tình trạng là nó không 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 có kết quả. Thì em đang gặp phải những cái tình trạng là như vậy như vậy. Thì trong cái buổi Là ngày hôm đối nay thì em thấy cũng gỡ rối cho em được nhiều cái vấn đề mà em đang thắc mắc ạ. Em cũng Thế có thì thắc em thấy vấn đề của em đang ở mắc ở khâu mời khách hay là khâu bám sát? Hay cả hai À, không? hiện tại là cái khâu mà mời khách vào Zoom ấy chị, em thấy thì khách vào Zoom thì hay từ chối vào Zoom, sau đó thì khách Là em đang bảo đưa thông tin luôn là em có cái giải pháp gì mà hay thì cho chị luôn, thì chung là khách ngại vào Zoom rồi khách từ chối làm mọi lý do chị đó. Thì hiện nếu tại thế lúc thì đấy em là phải liên lạc với lại chị Phường với chị dạ. Hoan. Lý do là bởi vì là cái kỹ năng mời khách của em nó chưa đạt, có nghĩa là mời mời khách thực ra bản chất là cái bản lĩnh của mình chưa đủ bản lĩnh để mình ép khách theo ý mình. Chắc chắn là nó sẽ thiếu một cái hai câu từ khóa ở đây đấy, thì việc là em phải tìm những cái người có khả năng mời khách rồi để hỏi người ta xin những câu đấy là sẽ gỡ được hết, Dạ, dạ vâng ạ. đúng không? Đấy Dạ vâng. thì vấn đề ở đây là trong cái buổi ngày hôm nay là chúng ta đang học về nghiệp vụ, thì em nói luôn là cả nhà ơi, bản chất đấy nó rất là đơn giản, nó không khó đâu, và trong cái quá trình mà chúng ta học như này các anh chị nhìn là biết mình mắc ở khâu nào luôn, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp mắc ở khâu bám sát thì có hai vấn đề: thứ nhất là thiếu sự phối hợp của các anh chị với người upline của các anh chị, hoặc là bản thân các anh chị là upline nhưng các anh chị cũng chả nắm được quy trình bám sát nên các anh chị đang làm bản năng. Với các anh chị thì có kết quả nhưng các anh chị không hướng dẫn được downline có kết quả, đúng không ạ? Đấy lên thành ra là chúng ta phải nhìn nhận là ở cái góc độ là chúng ta sau hai buổi là chúng ta phải nhìn lại cái quy trình của chúng ta đối với quy trình của hệ thống để chúng ta xem rằng là chúng ta đang mắc ở đâu, đang thiếu ở đâu. Chị mời Huỳnh Huy Hoàng. Huỳnh Huy Hoàng cũng là một trong thành viên chị thấy là rất là kiên trì đấy, và đợt bạn còn bay ra ngoài Bắc để bạn học, chứng tỏ là khát vọng cũng rất là lớn, nhưng mà chị quan sát thì chị thấy trong thời gian qua không có sự phát triển nhiều. Thế thì em trong cái buổi ngày hôm nay thì em có nhìn ra cái gì không? Dạ có chị. Thì em đang mắc ở khâu gì? Khâu mời khách hay là khâu bán sát khách? Hay cả hai? Em mắc ở cái khâu bám sát khách với lại cái khâu từ chối đó chị. Nhưng mà cái khâu từ chối là em thấy em bị vướng nhiều hơn. Cái khâu từ chối thì em không phối hợp với Sinh để Sinh xử lý từ chối cho em, mà Sinh xử lý từ chối tốt lắm luôn em. Nói chung là quê cái khóa học này em thấy là mình hơi bị ảo tưởng đó chị. Mình cứ nghĩ là mình giỏi á, mà thật ra là mình ngu. Là nhờ 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 cái bài học này là mình biết là mình phải bám sát offline nhiều hơn nữa. Đúng rồi, đấy, em nhìn ra rồi đấy, bởi vì bản chất đấy là em phải nhớ rằng upline của em, một cô gái ở Hải Dương mà chốt được em, thì chắc chắn là phải có những cái mà người ta ấy, đấy mới lại, thực ra khách của em á, họ sẽ nghe em, nhưng mà trong lòng của họ vẫn còn rất là nhiều trăn trở và cần một người có kinh nghiệm để moi được sạch ra, thì người đấy phải là một người thứ ba, thì người ta dễ hơn. Ok, ngày hôm nay thì em thấy gỡ rối được những vấn đề của em rồi đúng không? Ok. Em mà nói cái câu là em cần phải bám sát upline của em là chuẩn luôn đấy. Rồi, ok. À, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chị sẽ nhìn thấy cái sự chuyển biến rất là lớn của mình Huy Hoàng, bởi vì chị đánh giá em là cô gái tương đối là thông minh mà chị không hiểu sao em cứ loay hoài. Dạ, với Ok. lại nói chung là thời gian vừa rồi là em cũng bị tâm lý á chị. À, Bị nói cụ thể được không? Tâm lý sao? dạ bị tâm lý là ví dụ như là
ở địa phương em là có 2-3 người, nhưng mà cũng dạng như là cũng kinh doanh như cái thực phẩm chức năng như, như dạng của mình, nhưng mà không phải dòng mình. Rồi không biết là như thế nào em không hiểu, rồi vừa là đùng một cái là đòi ly dị chồng, rồi bán nhà bán đất đỡ đỡ hùn vốn vô kinh doanh đó chị. Xong rồi mà năm nay là 50 mấy tuổi rồi, rồi bắt đầu cái người ta nói lung tung á, rồi bắt đầu gia đình rồi em nói em dạng như là à, con thấy không, con thấy người ta làm như vậy rồi bây giờ gia đình mất hạnh phúc. Thì em mới nói lại là bây giờ nhìn nhìn vô con là trước đây con như thế nào, bây giờ như thế nào, đó là cái bản thân của con, còn cái môi trường của người ta làm việc như thế nào đó là cái việc của người ta, con đừng đừng so sánh con với người ta, con không biết, tại vì việc của người ta khác, việc con khác, không phải ai cũng như ai hết. Mai em về Thì em bảo nhà em ấy, em bảo nhà em là con nghỉ rồi. Mai em bảo nhà em là con nghỉ rồi. Nhưng việc nghỉ hay không việc của em, đúng rồi rồi không? bây giờ thì rồi thời gian vừa rồi là gia đình với lại quan sát em là cái kinh tế, cái tiền đó chị, sợ là em cũng cũng kiểu đó ha. Rồi bây giờ là em cũng minh bạch luôn là em đưa tài khoản của em cho xem rồi luôn, thì bây giờ nhà em tin em rồi, là không có sợ em dạng như là bị dụ á đó. Ok, mừng em. Đó Thế cho thì nên là cũng bản lĩnh đấy. Thế bây giờ quay trở lại với 100% năng lượng chưa? dạ rồi chị, cho nên mấy bữa em cũng ngày hôm qua em cũng mới nói với offline xin là như vậy, cho nên em bị vướng từ cái người ta mà thành ra là mình bị con sâu làm đầu người canh. Nên là hôm trước chị gặp offline kia nói là trên đời này ấy, leader thực sự ấy là không nhiều đâu, người na ná leader mới nhiều, nên là sự rào cản rất là nhiều, nên toàn người follow thôi em. Mà chúng ta đang làm một ngành mới là làm ngoài vùng biết của người ta, nên người ta sẽ nhìn na ná, nên là chúng ta cũng thấu hiểu khách. Nên cái khó khăn nhất của chúng ta là chúng ta đang làm một ngành mới, nên là chúng ta cẩn trọng trong cái việc là chúng ta sử dụng ngôn từ, các anh chị, chúng ta không có khiêu khích với những thứ nằm ngoài vùng biết của họ. Họ sẽ tưởng tượng là gì, chúng ta đang bị lừa và họ đang bảo vệ chúng ta, nhất là những người thương yêu của chúng ta. Đấy, nên là em không cần phải nói gì hết đấy. Việc của em là chứng minh bằng kết quả. Kết quả ở đây có nghĩa là em sống tốt hơn bình thường nhé. Cái con bé này mỗi lần mình nói là nó bắt đầu nó cãi, nhưng mà sau lần này không hiểu sao nó lại nói gì, nó lại ngoan hơn đấy. Ok, thì chị chúc với cái năng lượng và cái sự nhận ra của em ngày hôm nay thì em sẽ có những cái bước phát triển mới trong cái thời gian tới. Chị nói luôn, nếu trong trường hợp cái Facebook của em mà là bên nhà mà ảnh hưởng quá thì hãy nhớ biến Facebook thành cái doanh nghiệp online của em và khóa block toàn bộ. Thế thật, chị ngày xưa làm đỡ nhiễu nhiều mệt đúng không ạ? Thì em vẽ đông vẽ tây gì cả, cái quan quan trọng ở đây là thực ra chị phải nói là nó cũng phải là cái việc là mình thấu hiểu cái ngành ấy, thấu hiểu ngành và thấu hiểu khó khăn của ngành. Okay, chúc mừng em. Rồi em mời, xin mời Tình Lê. Em sẽ hôm nay em sẽ hỏi tất cả để tri ân tất cả các anh chị có mặt với em đến đến cái giai đoạn này, đúng không ạ? Đấy, hỗ trợ trực tiếp luôn. Thì ngày hôm nay Các anh chị ạ. Với bản thân em thì em cũng nốt được cũng khá là nhiều những cái câu nói giá trị những ok to em riêng. lớn. Vâng ạ. Trước, trong và sau khi mà gặp khách ạ, những cái câu nói của chị Ngọc rất là chắc thì em cũng đã nốt lại những cái câu đó để em sử dụng cho em, vì vì nói thẳng là em cũng bị trượt nhiều lắm. Em mời khách vào Zoom có nghĩa là cái thời điểm đầu nói chuyện thì chắc như đinh đóng cột, rõ ràng là họ có nhu cầu. Thế nhưng mà đến khi mà vào Zoom thì họ lại không nghiêm túc. Và họ xem thì em bị một câu rất nhiều sau khi mà after phía sau ấy thì em hỏi cảm nhận họ như thế nào thì họ sẽ thường là nói là người ta bán hàng, người ta giới thiệu sản phẩm, hầu như là 90% khách hàng của em đều nói như thế. Sau đó là em lại phải đi vòng lại từ đầu, em lại phải làm lại một cái quá trình từ đầu. Thế xong rồi cái buổi đầu như thế thì buổi thứ hai người ta cũng không không như kiểu không mặn mà lắm ấy, không mặn mà lắm, như kiểu là người ta bảo là ôi thôi vào đấy rồi lại bán hàng thôi không ấy nữa. Thế nên là em cũng chưa gọi là, mặc dù là xác định tâm thái ngay từ đầu là cứng rồi, là cũng gọi điện trước khi vào Zoom thì em cũng gọi điện bảo là nghiêm túc rồi đúng giờ này kia các thứ, là cũng mọi thứ cũng chốt hết cả rồi. Thế nhưng mà đến khi vào xong thì mọi người cũng cũng không nghiêm túc, nói chung là em vẫn bị trượt nhiều thôi ạ. Tỷ lệ chốt là như nào? Mời mời 10 khách thì là em mời 10 khách thì bao nhiêu khách vào Zoom?
mời mời vào Zoom Mười thì khách. nếu mà 10 khách thì nếu mà vào chắc chỉ khoảng 3 người thôi ạ. Cái tỷ lệ mời mời khách vào vào như vậy thì là ừ thì cũng bình thường. 10 khách có 3 khách vào Zoom đúng không? Vâng Thì ạ. trong 10 khách vào Zoom thì có bao nhiêu khách đến cái khâu cuối cùng? Đến cái khâu cuối cùng chắc là được tầm cũng cũng được đến khoảng 2 người đấy ạ. Nếu mà Thế đúng là khoảng vẫn vẫn đúng. Không gì sai cả. Vấn đề ở đây là do em đang kỳ vọng nhiều hơn. Tỷ lệ sai sót mình của nó như thế thôi, nó chỉ thế chưa thôi. biết được online Em phải đẩy mạnh tăng thêm thật má, chứ thật bản thân chị cũng thế thôi. Trong 10 khách thì chỉ được một đến khách hai ba khách thôi chứ làm gì mà nhiều. Ngoại ạ. trừ trường hợp đấy mới lại thực ra thì nó có một cái nó mang tính chất đặc thù là em là đứa bán hàng. Hình dung không? Bà Đấy nên mọi người đều biết em là đứa bán hàng. Nên thành ra là đôi khi cái năng lượng của mình nó sẽ lộ ra và khách sẽ đánh đồng. Thì mình phải chấp nhận là cái xác suất của mình nó sẽ rơi hơn. Thế không? Tiếp tục thôi, không có gì cả. Thế hoàn toàn bình thường. Chị tưởng là không có ai để được đến khâu cuối thì cần xem lại. Ý chị là 10 khách, không có khách nào vào Zoom. Sai, chắc chắn sai. Chứ có 3 khách vào Zoom là ok. 10 khách vào Zoom thế nên là thời mà gian đến gần khâu sử dụng thì chốt. em chuyển hướng là em bắn cho chị Thúy hỗ trợ em ý, thì coi như là em gọi là cái khâu đầu là em giao phó, em nhờ chị Thúy hết. Còn nếu mà vâng ạ, sau khi mà các khách tâm thái đã ổn định rồi thì em mới xuất đầu lộ diện ạ. Thì ok về cái việc đấy mà. Tại vì chị đã nói nếu trong trường hợp ấy thì mình làm hai cách là FTP. Bởi vì chính em là một người bán hàng và khách biết tính cách của em. Và em mời khách thì bản chất ấy là nhiều khi là mình cũng không phải là mình là cái người mà những cái mối quan hệ ấm nóng thì em đã ấy rồi. Nhiều khi là bây giờ em đang gạn data xa, data lạ, data lạnh và các cái data khác đúng không? Đúng không? Thì chắc chắn là cái tỷ lệ em chị nói luôn này, khách lạnh nhá, xác suất cao từ chối cao lắm cả nhà ơi. Khách lạnh ấy. Tại vì họ không có niềm tin với mình. Nên là rụng như mưa. Ngày xưa nhá, khách chị Yến đưa cho mấy chục người rớt như mưa. Rất như là sao trên trời rụng tạch, nếu mà nói là gọi là bản năng hoặc là kỹ năng làm quen với sự từ chối làm khách chỉ biết ngay trời ơi, cứ từ chối gọi là quay đi quay lại nhìn giọt nước không còn cái gì bởi vì khách từ chối sạch. Đánh dấu 10 khách từ chối cảm ơn, thế nên là bình thường thôi. Em làm 10 khách có 3 khách là ngon rồi, nhất là tìm ra cách xử lý. Bởi vì như chị nói vấn đề của em là dân bán hàng nên nhiều khi là ngôn từ của mình ấy, cứ của mình ấy, khách ấy, nên là để cho chị nhé. Vâng ạ, em cảm ơn đáp lại. Tiếp tục theo cái định hướng đó, trừ trường hợp là khi nào chị ơi em trả đầy được khách nào hết thì lúc đấy chắc chắn có lỗi thì chị ngồi chị xử lý cho. Còn nếu cái này thì không có vấn đề gì. Thế thực ra hệ thống thì có Thúy, Thúy làm cũng tốt mà, Thúy làm rồi Phương, các bạn đều những người làm tốt thì sẽ hỗ trợ cho em nhiều. Cứ theo offline, phải tin tưởng offline nhá. Ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Rồi ok, em sẽ dành phần giao lưu còn lại cho chị Ninh. Chị Ninh buổi ngày hôm nay em đã làm việc với chị Ninh cả một buổi chiều luôn. Đấy, xong cả một tối chị còn ngán Cảm em. ơn hai Bích Ngọc nữa gọi. Sau hôm nay buổi chiều nay gặp Lai Bích Ngọc với lại Hanna, và tối nay thêm một buổi nữa thì mình sắp xếp lại hơn. Còn như giai đoạn trước ấy thì mời khách thì thiên về cảm xúc nhiều hơn. Thì đúng như là Lai Bích Ngọc nói, nếu mà theo về cảm xúc có thể mình chốt được khách, nhưng mà nếu mà mình có downline thì mình không có truyền lại được cho downline cái việc đó. Thì bây giờ mình cần phải hệ thống lại, đi làm theo chuẩn hơn. Lúc trước làm chưa chuẩn, học rồi nhưng mà quên bài. Ok, chúc mừng chị. Rồi em mời chị Minh Huệ, em thấy chị Minh Huệ học nghiêm túc lắm. Cười từ đầu đến cuối em khoái nhìn chị Huệ. Vì chị Huệ rất là hồn nhiên khi mà đào tạo. Ôi chị có thích cái gì là chị cười tươi lắm. Tự nhiên mình được truyền cảm hứng dã man. Chị ơi, em biết ơn chị. Biết ơn em. Vâng Chị ạ. cũng rất là thích em, kiểu dạy rất là hài hước ấy, vui ấy. Nên mà nhìn dễ nhớ bài. Chị chia sẻ một chút ha. Thì cái Dạ. đợt mà chị
dạy ấy, thì cũng thật ra cũng xác định là đang dùng sản phẩm thôi, chứ mình sau khi dùng một thời gian ấy, thấy kết quả rất là tốt, với lại vào kho kết quả thấy nhiều kết quả hay ấy, thì chị cũng chia sẻ với một vài đồng nghiệp, nhưng mà lúc đó chưa được học gì cho nên là chị nói quá nhiều đi. Chị nói tốt này kia chữa được nhiều bệnh, cái người ta kiểu người ta xong người ta nghe người ta nghi ngờ ấy, xong là mình nói nữa người ta không không có nghe nữa đấy. Chị cũng mời vào Zoom nhưng mà không có ai vào trên. Cũng có một người vào nhưng mà xong rồi cái rồi thôi đó. Thì bây giờ bắt đầu từ tháng vừa rồi thì chị sau khi được học cái khóa NDO1 ấy, thì cũng có biết hơn, với là cũng mời được vào Zoom cũng được mấy người, ba bốn người rồi, nhưng mà họ cũng từ chối tại vì chị kiểu cũng không bám sát hỏi, cũng chưa biết cách bám sát ấy. Rồi nhiều khi họ có những cái câu hỏi mà mình cứ trả lời giống như em nói vụn vặt ấy, rồi mình đưa thông tin nó cứ, rồi nhiều khi mình nhắn tin nó quá dài đi, rồi mình có vẻ mình đu bám họ quá, mình nhắn nhiều, rồi nhiều khi gọi nhắn cái họ không có trả lời luôn. Có khách mà chị gọi mà chị nhắn mà hỏi mấy ngày không trả lời luôn, chị phải nhờ một cái người bạn nhắn nhắn cho họ là trả lời chị mà cũng không không hồi âm lại luôn. Đó là không biết là mình như thế nào mà họ chạy mất nhé. Chắc là mình kiểu mình chân thành nhiệt tình quá mức sao ấy, cho nên là chị nghĩ là chị sai cái chỗ đấy, giờ chị phải điều chỉnh lại. Rồi chị muốn hỏi em một chút là ví dụ như mà khách hàng ấy mà họ nói là họ không có thời gian vào Zoom ấy, họ xin mình cái video, ví dụ họ hỏi là có video quay lại không, hoặc là cho cái thông tin về sản phẩm ấy, thì lúc đó mình nên xử lý như thế nào? Em giúp hỏi chị lại với. một câu là chị có thực sự mong muốn giải pháp để xử lý vấn đề của chị không, hoặc là chị có thực sự muốn khỏi không, chị có thực sự có nhu cầu về công việc không? Nếu câu trả lời là có thì xác định tâm thái lại. Chị ơi rất là tiếc mà cái sản phẩm này nếu mà trong trường hợp mà không hiểu nó không có bán, hoặc là như em nói cái phần đầu ấy, đôi khi mình sử dụng là nó không có bán thì đối với người có học, người được đào tạo thì người ta thấy buồn cười. Mình sẽ nói cách khác là chị đừng tin em. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là đặc biệt, nó đồ uống vào người nên chị nên có sự tìm hiểu kỹ, bởi vì nó theo một nguyên lý mới đấy. Đặc biệt là có cái buổi chia sẻ liên quan đến bác sĩ vào ấy, thì chị vào đi để sao chị nghe cái tư vấn về chế độ ăn uống, về dinh dưỡng nó phù hợp với bệnh lý của chị gia đình. Chỉ có một cái là gì, chị không thỏa hiệp, nó giống như con chị đòi hỏi chị không thỏa thì họ sẽ phải theo chị, tại vì nó là giao thoa giữa hai bên. Nhưng mà thực tế thì em nói thật, mình càng làm mới thì mình càng phải cứng, học cách cứng đi, đừng học cách mềm. Mềm rồi sau này mềm xèo á. Bởi học cứng mới khó, học mềm thì dễ. Nên em không vẽ đường mềm cho chị. Còn nếu mà trong trường hợp như em chẳng hạn thì có trường hợp em mềm. Bởi vì em biết là người này quá bận, người thực sự không có thời gian thì em vẫn đẩy cái zoom in bản video ấy cho họ để họ nghe. Nhưng em yêu cầu là gì? Thực ra là em phải nói luôn là em không bao giờ làm theo cách này. Nhưng với trường hợp thì chị quá bận nên em sẽ hỗ trợ chị. Nhưng mà xem xong phải có phần hồi vê. Có nghĩa là yêu cầu là đưa nhưng phải yêu cầu có phần. Em nói luôn là rất là nhiều người muốn lách luật nên làm cho nhà phân phối của chúng ta là đôi khi là sẽ chiều khách, bởi vì sẽ cần khách quá. Nên mọi người nên nhớ rằng là đừng bao giờ nghĩ là khách không vào Zoom, bởi vì rõ ràng là tất cả các hệ thống đều đang vận hành, khách vào Zoom tại sao người ta mời được, người không mời được là do mình chưa đủ cứng thôi, được không ạ? Nó chả có cái gì hết, cứ bám vào nhu cầu. Và nói luôn là ngày xưa ấy, còn phải gặp, phải đi tìm hiểu trực tiếp cái giải pháp này ấy chị ơi. Qua bây giờ kỹ thuật nó phát triển nên có những giải pháp mà đạt giải thưởng Nobel nên cần phải vào. Còn ở đây nhá, để cho họ cảm thấy là vào không có nguy cơ gì thì chị nói là vào chỉ để tìm hiểu thôi chị. Đấy, chị tìm hiểu thật kỹ đi. Hợp thì chị dùng, không thì thôi. Thì họ sẽ cảm thấy an toàn khi vào một cái gì đó. Còn nếu trong trường hợp mình đã nói như vậy mà họ vẫn cứ không vào thì từ chối khách này. Tại vì thực ra là như em nói là chết chìm trong sự tò mò. Mình đâu có nói là cái gì đâu nên vẫn chết chìm trong sự tò mò, thỉnh thoảng người ta lại hỏi. Không chiều chị ơi, chị mà nó giống như là mình là mấy con mình ấy. Nó lắm cái giới hạn của mình chiều một lần lần sau nó lại nhè meo à. Sau này cái bản lĩnh của mình nó kém thì khách nào nhè meo là mình cũng ấy, thì mình không có cái nguyên tắc mình bảo vệ quy trình ấy. Câu này em ra hỏi Phường. Xin mời Phương hỗ trợ chị gọi. Khách không muốn vào Zoom mà muốn tống luôn
cái giải pháp hoặc đưa sản phẩm cho. Có nhiều khách bảo là chị tin mà, thôi lấy cho chị sản phẩm để dùng luôn. Cái câu này hỏi này của chị thì đúng như là chị Ngọc đã nói, thì chúng ta lên là đưa khách vào Zoom. Em cũng có rất là nhiều người cứ bảo là mình chia sẻ nhưng mà họ bảo là đưa tiền mua luôn, nhưng mà nhất định là mình sẽ không mua, tại vì khi mà mình giúp cho khách hiểu ấy, thì mình chăm khách rất là nhàn, họ không hiểu họ dùng không đúng và có cái sự khách quan nữa, nhưng mình không lôi kéo, mình giúp họ à, bảo à, em nói là à, cái này ấy, chị giúp em tìm hiểu vào cái tập đoàn này này, khi mà em hiểu họ mới bán cho, chứ chưa hiểu thì mình phải đề cao lên, chưa hiểu em có đưa tiền chị cũng không thể mua cho em được, tại vì nó họ giúp cho mình này, mình làm sao mình nhận kết quả, và khi mà mình có kết quả mình dùng mình thấy tốt thì mình mới đi lan tỏa được, mục tiêu của người ta nhìn là như vậy, chứ không như là em mua bán ở ngoài ngoài kia là em cứ có tiền em thích mua là được đâu, mình phải đề cao lên như vậy. Và có rất là nhiều khách là em chưa mua à, mấy tháng nay rồi bảo em mua nhưng em vẫn chưa mua, tại vì họ chưa chưa nghe và họ có muốn nghe video ấy, nếu mà họ trong cái điều kiện mà họ không thể mình họ vào những cái giờ Zoom họ nghe được thì mình cũng có thể mình gửi cho họ video xong, nhưng mà khi mà họ nghe video xong ấy, thì mình lên cho họ nghe một buổi Zoom hoặc là đi một buổi trực tiếp, thì như cái cách của em là em muốn mời họ đi trực tiếp, bảo cô hay là anh chị hãy dành một buổi thôi, nếu mà về tìm hiểu về cái giải pháp để chăm sóc sức khỏe, để xử lý cái vấn đề sức khỏe thì mình sẽ nói là cô dành thời gian ra hay là anh chị dành thời gian ra một buổi để đi tìm hiểu cái giải pháp này, nó giúp cho anh chị hay là cô chú sau này khỏi bệnh mà sau này mình không phải khổ nữa, thì một ngày kể cả nghỉ công ty, bản thân cháu trước cũng thế hay là em trước thế, em phải xin nghỉ công ty để em tìm hiểu giải pháp này cho bản thân em, thì một buổi kể cả 500 1 triệu để mà anh chị tìm hiểu một cái giải pháp cho mình sau này bao nhiêu năm sau này, thì anh chị thấy là nó có quá đắt không? Đó, mình đề cao cái buổi đó lên và mình làm sao mình đưa cho họ trực tiếp họ phải nghe thì mình mới mua hoặc là mình mới giúp họ có sản phẩm để dùng. Chứ mà chưa chưa tìm hiểu thì cũng chưa lên mua ạ. Nhưng mà khách của chị thì cứ muốn nghe video thì mình bây giờ mình cũng có thể mình tận dụng những cái video, những cái video ví dụ như là của Huỳnh Vương chia sẻ về sản phẩm thì nó cũng rất là đầy đủ. Đó thì mình có thể gửi cái đấy cũng được. Xong rồi khi mà nghe xong video thì mình sẽ giúp họ. Và à, anh chị nghe xong anh chị đã hiểu chưa? Hiểu, chưa hiểu thì lại phải cho vào tiếp. Hiểu rồi mà quyết định mua. Quyết định mua khi mà mua xong thì vẫn phải cho vào Zoom. Và này em giúp anh chị vào tìm hiểu, vào nghe. Vào nghe thì anh chị sẽ biết cách dùng đúng đủ đều để có kết quả tốt nhất. Đó là cái cách làm của em ạ. À, cảm ơn em. À, cho chị hỏi cái video đó là ý là chỉ có riêng cái phần Huỳnh Vương chia sẻ sản phẩm thôi đúng không, hay là cả cái phần hỏi đáp nữa Cái nếu video mà đối mình với những xin? cái người sử dụng sản phẩm thì cái video của Huỳnh Vương chỉ có phần chia sẻ sản phẩm thôi ạ, ba sản phẩm. Chứ không có không có bác sĩ giải đáp. Giải đáp thì mình muốn cho người ta vào, người ta muốn hỏi thì người ta giơ tay trực tiếp, thì chỉ có những phòng Zoom thứ ba và thứ bảy thôi ạ. Mình cho họ vào đó. Rồi cho chị hỏi thêm, mới đây có cái trường hợp đó là cái khách đó vào Zoom cũng nghe rồi đó, nhưng mà sau đó chị hỏi lại thì bảo là vào nghe thì có một cái trường hợp kiểu bệnh nhân người ta hỏi là người ta dùng mấy liệu trình rồi mà không có kết quả đó. Xong cái người ta nghi ngờ luôn, người ta nói vậy đâu có kết quả gì đâu mà xong người ta thấy thôi không hợp, không dùng. Thế thì bảo à, ơi vâng thì cái câu đấy thì em cũng hay trả lời, cũng có nhiều cái người khách của em cũng hỏi như vậy, vì vào đây nghe thấy cũng có nhiều người phản đối rất là nhiều, thì bảo là chị ơi cùng một cái vấn đề cùng một bệnh nhưng mà nặng nhẹ khác nhau, hoặc là cái độ tuổi của cô đấy, cô nhiều tuổi hơn chẳng hạn, nhưng trong khi mà chị trẻ và cái cô đấy là cô rất là nhiều bệnh, và enzyme này nó không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng vì sao nó xử lý tận gốc vấn đề và nó có cái chức năng đó là tầm soát bệnh, ví dụ cô ấy, nhiều bệnh này là chứng tỏ cơ thể cô thiếu hụt rất nhiều, thì cái lượng nó phải đáp ứng đủ, ví dụ chị trẻ tuổi chị chỉ thiếu 1 phần 3 chẳng hạn, nhưng mà cô ấy thiếu những 3 phần 4 hay là 2 phần 3 thì là cái lượng của cô nó sẽ phải nhiều hơn, nên là cái enzyme này này mỗi người một khác nhau chứ không phải ai cũng như nhau. Ví dụ như em cũng bị bệnh dạ dày, chị cũng bị bệnh dạ dày,
Nhưng mà bệnh của em nhẹ hơn thì sẽ lượng ít hơn, trong khi bệnh của chị nặng hơn thì phải nhiều hơn nó mới xử lý được. Đó, nên là chị cứ tìm hiểu đi, đừng để mất cơ hội của mình. Tại vì nhiều người quan trọng là họ có dùng đúng đủ đều hay không. Và khi mà uống enzyme thì nó cũng có nhiều cái về tinh thần, về ăn uống sinh hoạt, về thể dục, nó nhiều cái. Họ có nghiêm túc sử dụng đúng đủ đều như vậy hay không? Đó, cái cách của em cũng là trả lời nó như vậy thôi. Rồi cảm ơn em hỏi thêm cái luôn. Rồi chị có một người bạn ấy thì cũng biết ba bạn có vấn đề nhưng mà trước giờ cũng dùng rất rất nhiều giải pháp rồi mà không có hết ấy. Cho nên người ta rất là nản luôn. Thì khi mà chị chia sẻ thì lúc đầu cũng để tìm hiểu nhưng mà xong cái chị bữa sau chị nhắn lại mời đi OBB vừa rồi đó là từ chối luôn, nó nói thôi. Thì chắc cũng giống nhau thôi, thế là họ không có tham gia với mình, từ chối luôn. Thì bây giờ có cách nào để nói để họ đi tìm hiểu với mình không, kiểu như họ họ mất niềm tin ấy, dùng nhiều quá rồi mấy Vâng, năm đúng rồi. rồi, đi cũng đông tây nam bắc rồi, nhà cũng có bác sĩ luôn đó, rất là Với nhiều tất điểm. cả những câu hỏi thì câu trả lời đầu tiên đó là mình đồng cảm với khách. Bảo bác ơi, đúng đấy, nhiều trường hợp giống như bác lắm. Cháu mách cho nhiều người giống như bác lắm, họ cũng mất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà biết đến giải pháp này, họ biết đến là họ họ sử dụng mà họ hết cái bệnh mà họ không tốn tiền như trước. Cũng có rất là nhiều người cũng đã bỏ qua cơ hội và họ đã sử dụng, họ đã tốn nhiều tiền rồi đó, nhưng họ biết đến này, họ không tốn tiền mà bây giờ họ hết bệnh đó. Nên là bác biết đâu đấy nó lại là một cái cơ hội cho bác, nên bác cứ đi tìm hiểu đi đã. Tìm hiểu ở đây là miễn phí, không mất gì cả, nên là bác không phải lo đó. Thì biết đâu đó nó lại là một cái cơ hội cho bác thì sao, tại vì còn nhiều thứ ngoài kia mình không thể biết hết được, và khoa học bây giờ nó tiên tiến, nó hiện đại, nó nhiều cơ mà. Đó, thì mình cứ nói rằng biết đâu đấy nó lại là một cơ hội cho bác. Thì bác cứ tìm hiểu đi, đừng vì lản. Vì trong này cháu biết được rất nhiều người cũng giống như bác, họ còn tốn nhiều tiền hơn bác nữa. Và họ biết đến thì họ mới mới thấy là nó có giá trị, nó có kết quả thật sự. Được không chị? Được, cảm ơn em nhiều nha. Ghi lại đó. Ok, đấy chưa chị thấy không? Học thầy không thầy, học bạn. Tại sao chúng ta lại quy tụ thành sức mạnh của cộng đồng từ Bắc chí Nam? Là bởi vì thực ra thì miền Bắc là có cái kỹ năng tương đối là tốt nhưng lại thiếu năng lượng và tầm nhìn. Nhưng miền Nam thì năng lượng và tầm nhìn và sự kiên trì rất cao nhưng lại để ý phần năng lượng nhiều hơn phần thông tin. Tóm lại miền Bắc giỏi thông tin nhưng thiếu năng lượng. Miền Nam giỏi năng lượng nhưng thiếu thông tin. Nên cần phải hai miền bổ trợ lẫn nhau để các anh chị có thể, nhất là các anh chị miền Bắc ấy. Đúng không? Các anh chị có thấy không? Trong cái nhóm Happy Enzyme của chúng ta chủ yếu là miền Nam tương tác. Các anh chị cứ đâu ấy, đúng không ạ? Đấy, nhưng thực ra thì dù ở miền Nam hay miền Bắc thì đối với hệ thống của chúng ta là một hệ thống mà, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần tương trợ lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau. Thì nếu thế thì hệ thống ra từ Bắc chí Nam là hệ thống chúng ta mạnh, là không ai bằng. Bởi vì riêng cái việc giao thoa vùng miền như vậy là chúng ta là đã là nhất rồi, đúng không ạ? Nên em rất là mong là các anh chị chia sẻ nhiều hơn và các anh chị chủ động tìm nhau. Như trong trường hợp như là chị Huệ chẳng hạn mắc, ví dụ như Luyên chẳng hạn mắc về cách cách ấy thì nhìn ai có kết quả em chủ động em hỏi, chủ động hỏi, hoặc là em nhớ apply em là bây giờ chị bị bắt cái phần mời khách, suy ra là chị chưa tốt về phần mời khách, thì em xem nào. Đấy thì là em bảo là chị kết nối cho em một vài người em học thực tế, chuyển hóa bằng câu chuyện, bằng cách làm thực tế nhanh lắm. Đấy, thì thực ra thì hàng ngày chị vẫn ra giá giá với mọi người ấy, nhưng mà thực ra nó vẫn là cái năng lượng một chiều, nó vẫn là cái năng lượng mọi người quen rồi, nên đôi khi cái chìa khóa nó lại ở một câu chuyện hoặc một lời nói nào đó của mọi người ấy. Em hiểu không? Đấy, cái công việc này nó đơn giản thôi, gì đâu mời khách mắc, mời khách thì tìm kiếm 10 thằng mời khách giỏi, hỏi 10 câu mày mời khách thế nào, tự nhiên có câu trả lời làm sao nữa, tại vì những cái thằng nó có kết quả, nó có cùng một cách nghĩ, nó có cùng một cách làm, đúng không? Bám sát khách mà không đến cái khâu cuối cùng thì phần bám sát có vấn đề. Tìm 10 thằng mà dẫn khách tốt, bám sát tốt, mình không biết thì hỏi offline đi, dễ lắm anh chị, không hề khó nếu mà chúng ta biết cách làm và chúng ta chỉ tập trung vào phần này thôi, vì phần này phần ra tiền, đúng không? Còn đâu những cái tầm nhìn, những cái quan trọng cái khác cũng quan trọng, mà nhưng mà cái phần này là cái phần mà kỹ năng then chốt.
Còn đâu, thực ra như các anh chị đã làm được rồi thì với các anh chị mà trưởng nhóm thì là kỹ năng quan trọng nhất của các anh chị này là kỹ năng sao chép và kỹ năng xử lý từ chối khác biệt. Đây mọi người nhìn đi rồi, ok chương trình thôi mà chúng ta em nhìn kia là căn nhà của trường này.